Thế giới hoàn mỹ tập 254, Hóa thiên cổ thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Có tới tận mấy trăm con ở nơi đây. Thạch hạo khá là giật mình đồng thời cũng ngập tràn lòng hiếu kỳ và ham muốn được thăm dò. Năm xưa hắn đã tận mắt, nhìn thấy được sự kiện kia và vẫn luôn suy đoán, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại gặp lại. Người được chúng nâng lên kia là ai? Sau khi về tiên vực thì lại tới đây. Khi nhìn thấy thì cứ tưởng là một hang động thế, nhưng khi tiến về trước thì thạch hạo liền biết đổi sắc mặt con đường dưới chân trượt biến mất và phía sau lại là sao trời vô ngần về phía tinh cầu kia về những vết nứt hư không kia thì đã biết mất chẳng thấy đâu cả rồi thạch hạo tiến về trước con đường phía sau lưng cứ thế biến mất chẳng còn lưu lại thứ gì cả có thể thấy được từng vùng sao trời rời xa phía dưới chân hắn đây quả thật là một vị trí vô cùng bí ẩn con đường này trông rất gần có thể nghe được tiếng than khóc bên trong hang cổ thế nhưng khi bước chân tiến tới thì mới phát hiện ra sự kỳ dị phía dưới chân mình trong chốc lát ngắn ngủi ấy thạch hạo cũng không biết đã đi được bao xa đã vượt qua cả vũ trụ rộng lớn rốt cuộc cũng đã tới khi tới gần hang cổ thì nó dâng lên hỗn độn và tiên vụ mơ hồ mở ảo không cách nào nhìn thấu bên trong nơi đây ẩn chứa bí mật kinh thiên phút chốc đó mấy trăm con lôi linh gần đầu trông lại nơi này hang động mịt mờ tinh khí có tinh hoa hỗn độn có mẫu khí vạn vật có tiên khí nơi này không hề tầm thường chút nào ngập tràn tinh khí bao phủ nơi này tiếng khóc ngừng lại và mấy trăm con lôi linh kia đang nhìn về thạch hạo chúng ta từng gặp qua rồi ta cũng không có ác ý gì thạch hạo lên tiếng dù nói gì đi nữa thì đối phương đang rất đau khổ đặc biệt là lôi linh lại là một chủng tộc hết sức mạnh mẽ bộ tộc này được xem như là chủng tộc hy hữu nhân số không nhiều thế nhưng nơi đây lại tụ tập tới mấy trăm con không phải nói là toàn bộ thế nhưng cũng gần gần như vậy bởi vì dựa theo sách cổ ghi lại thì lôi linh cực kỳ hiếm thấy từ cổ đại tới giờ cũng chỉ phát hiện ra mấy trăm con mà thôi vẫn là tấm chiếu đó in hẳn rõ dấu vết năm tháng loang lổ vết máu ngàn năm trôi qua thế nhưng cũng chẳng hề có chút biến hóa gì vẫn là bộ dạng tức kia thật sự không tài nào biết được thi thể bên trong là ai thạch hạo muốn giao lưu với chúng thế nhưng lôi linh mang theo tâm tình bị ai lạnh lùng đề phòng đây chính là vùng đất cùng cực của chúng nó nhấc lên thi thể bên trên tấm chiếu trở về nơi này bảo vệ cả ngàn năm cũng xem như là cực kỳ trung thành rồi chúng nó đã thất bại rồi chủ cấm khu nói gào một con lôi linh dài tới mấy mét với toàn thân vàng óng xem như là một trong những thủ lĩnh mạnh mẽ nhất trong nhóm này ngửa mặt lên trời hí dài lộ vẻ giận dữ những con lôi linh khác cũng nghẹn ngào trong mắt chợt có lệ nóng lăn xuống chúng nó không phải là sinh linh hình người thế nhưng lúc này vẫn ẩn chứa tình cảm vẻ mặt đau thương chìm đắm trong tâm tình cực kỳ đau đớn gâu hu đột nhiên trong hang truyền ra âm thanh khác lạ việc này làm thạch hạo có chút sững sờ và hoài nghi mình có nghe nhầm hay là không gâu cũng là tiếng khóc lớn thảm thiết thế nhưng lại xen lẫn tiếng chó sủa rất bất ngờ từ bên trong hang cổ truyền ra sắc mặt thạch hạo cứng ngắt và ngạc nhiên đầy mê hoặc hắn hơi chần chờ trong tích tắc nhưng rồi cũng cất bước vào trong mấy trăm con lôi linh không có ngăn cản chúng nó chỉ bảo vệ tấm chiếu kia mà thôi còn liên quan tới thạch hạo cũng không thèm để ý gâu hu tiếng khóc lớn tiếng chó sổ nối liền cùng nhau âm thanh rất lớn và cũng rất thương cảm thạch hạo nhìn chằm chằm nơi sâu trong hang cổ đang tràn ra tinh khí hỗn độn kia hắn vững tin mình không có nghe lầm thật sự có một con chó không quá lớn dài chừng bằng lòng bàn tay mà thôi nó nằm nhoài nơi đó ôm đầu khóc giống âm thanh đau buồn tan nát cõi lòng vô trung đại nhân sao người lại có thể bỏ lại ta được chứ sao cứ thế rời đi chứ hu hu sẽ không còn được gặp lại người nữa rồi người thế nhưng là tiên vương vô thượng thì làm sao có thể héo tàn được chứ trăm ngàn đời sau người sẽ tái hiện lại trên nhân gian chứ gô hu con chó kia khóc lớn tỏng mắt không ngừng có nước mắt lan dài thạch hạo choáng váng hắn lại nhìn thấy chó con kia ngàn năm trước từng tận mắt nhìn thấy nó tiến vào tiên vực hiện giờ lại xuất hiện ở đây xuất hiện ngay trong hang cổ đầy thần bí này năm đó lúc chó con rời đi thì từng nói rằng mình muốn đi tới một nơi muốn đi nghiệm chứng lại một ít chuyện xưa muốn thử tìm vô trung tiên vương chỗ đó thông thiên thông linh thông cổ kim đây là lời mà chó con từng nói ngày xưa vô trung tiên vương và luân hồi tiên vương cùng nhau nghiên cứu thời gian đại đạo phòng đoán luân hồi từng muốn hiểu rõ về bí mật cổ kim là người luân hồi hay là chuyện xưa luân hồi năm đó chó con từng đề cập tới đó là con đường mà hai đại tiên vương muốn nghiệm chúng ai có thể nghĩ tới ngàn năm sau thạch hạo lại có thể gặp lại nó ngay chính nơi này Đầu tiên chính là thi thể nằm trên tấm chiếu được đám lôi linh dơ cao kia, hiện giờ lại thấy được chó con, mục đích của cả hai đều là cùng một chỗ, nơi này quả nhiên là bất phàm. Ngươi? Chó con cảm nhận được đang có người lại gần nên ngẩng đầu và lập tức lộ vẻ kinh hãi, khó mà tin được, nói, làm sao ngươi tới được đây? Nó còn đang khóc lớn, chứ không hề che giấu gì cả, hoàn toàn khác xa với một con chó ngông cuồng của ngàn năm trước. Đây chính là nơi mà ngươi nói à? Thạch Hạo nhìn nó. Hu Chó con nghe vậy thì lần nữa khóc giống lên. Vô trung tiên vương chết rồi, không thể quay về được nữa rồi, ngay cả nơi này cũng không thể cứu được người nữa, không còn hy vọng nữa, gào gâu. Tiếng khóc của chó con càng tan nát gõi lòng hơn. Quả nhiên là chỗ đó. Thế gian này, không có người luân hồi, hay là chỉ có những bông hoa tương tự, có người tương tự, chân hồn của vô trung tiên vương ta không còn nhìn thấy được nữa rồi. Chó con nằm nhòi nơi đó, khóc lóc tới mức co giật gần như muốn ngất đi thạch hạo thở dài có thể khiến một con chó đau khổ tới mức này thì có thể thấy được vô trung tiên vương nam đó từng có ân tình như thế nào với nó con chó này vẫn luôn muốn phục sinh lại hắn nói thử xem nào tới cùng đã xảy ra chuyện gì thạch hạo nói ta mang theo mảnh vỡ chuông tiên cùng với một giọt tinh huyết tiên vương cuối cùng của vô trung tiên vương bên trong có ẩn chứa mảnh vỡ thần hồn của người đi tới nơi này rồi để người vào trong vùng thông thiên thông linh thông cổ kim này cầu mong người được phục sinh thế nhưng đã thất bại rồi, hu hu. Chó con càng đau đớn hơn, khóc càng nức nở hơn. Thạch hạo lấy làm kinh hãi, tinh huyết tiên vương quý giá tới cỡ nào, ẩn chứa đại nhân quả. Dù cho bàn vương đang ở trạng thái đỉnh cao, vô địch thiên hạ cũng chỉ dám cho chủ cấm khu ba giọt tinh huyết mà thôi, chính là vì để trả nhân tình cực lớn của xưa kia. Sau đó thì phát sinh chuyện gì? Chủ cấm khu lên tiếng hỏi dò chó con. Ta đau khổ trong rất nhiều năm, kết quả tinh huyết tiên vương kia khô cạn, Linh tính mất sạch và rồi bốc cháy, mà mảnh vỡ của trung tiên cũng hóa thành bột mịn, hoàn toàn hủy diệt. Âm thanh của chó con trầm thấp ẩn chứa vẻ tuyệt vọng. Tinh huyết tiên vương đã tiêu hoa sạch, mảnh vỡ binh khí cũng thành cho tất cả tựa như thành không. Còn gì nữa không? Không có cảnh tượng kỳ dị nào à? Chủ cấm khi hỏi. Nháy mắt cuối cùng ấy ta tựa như nhìn thấy được vô trung tiên vương người mỉm cười với ta rồi nổ tung hóa thành mưa ánh sáng. Sau đó tinh huyết tiên vương bốc cháy sạch sành xanh mảnh vỡ chuông tiên hóa thành cho tàn hết thảy đều phá diệt cả chó con khóc giống lên nó đang ngập tràn vẻ tự trách do tinh huyết tiên vương cuối cùng của vô trung tiên vương lại bị chôn vùi ở đây mang ý nghĩa rằng không còn hy vọng để phục sinh vĩnh viễn chết đi rồi hoặc là hắn đã thành công rồi chủ cấm khu suy tư nói chỉ là cần phải đợi trăm ngàn đời sau cần ngàn tỷ năm nữa để nghiệm chúng dù là có luân hồi thì cũng là thuộc về kỷ nguyên luân hồi chứ không phải ở đời này hoặc là kỷ nguyên tiếp theo thì vô trung sẽ tái hiện lại chủ cấm khu nói thế hắn chỉ đang suy đoán cảm thấy trước khi tinh huyết tiên vương kia héo úa thì màn mưa ánh sáng đó có thể đang mang đi hy vọng chó con lập tức im bạc trợn to mắt lên ngây ngốc nhìn hắn rồi run giọng nói vô tận năm tháng sau này và ở kỷ nguyên của người vô trung tiên vương sẽ tái hiện lại trên nhân gian tất cả đều có thể tất cả cũng không thể ai có thể nói rõ ràng chứ chủ cấm khu than thở người chung nó mang về là ai thế Thạch Hạo hỏi dò chó con rồi ra hiệu về phía lôi linh. Lôi đế, chó con chỉ nói hai chữ, nói ra thân phận của bộ thi hài kia. Đúng rồi, Thạch Hạo bừng tỉnh rồi âm thầm gật đầu, cũng chỉ có lôi đế mà thôi, ngoại trừ hắn ra thì còn có người nào có thể khiến lôi linh bi ai như thế chứ. Mặc cho hắn không biết bộ tộc lôi linh đã từng đi theo lôi đế, thế nhưng thông qua việc lôi linh nốt trường lấy lôi đình, dùng tia chớp để làm thức ăn thì cũng có thể suy đoán ra được, chúng nó chắc chắn có đại nhân quả với lôi đế là người kia à, nhưng thật là đáng tiếc, tiềm lực của hắn quả thật không một ai có thể sánh được, xem như đã chết khi còn trẻ mà. Chủ cấm khu than thở, xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu, ba lão yêu quái này cũng chưa từng nghe nói tới cái tên lôi đế, bởi vì niên đại của bọn họ quá cổ xưa. Lôi đế từng điều khiển lôi trì, nắm giữ sát phạt, năm đó được mệnh danh là cường, giả mới xuất hiện có tiềm lực mạnh mẽ nhất, là người trẻ tuổi nhất trong thập hung. Hắn thuộc thập hung, Chính vì thế tiền lực cực kỳ to lớn cho nên mới được gọi là lôi đế, nếu không ai dám tự xưng cái tên này chứ. Đáng tiếc, cũng bởi vì hắn quá bất phàm thành, sức mạnh dự trữ khá kinh người, nên đã gặp phải sự chém giết toàn lực của vương bát hủ dị vực, thành ra chết trận quá sớm. Bởi vì hắn nắm giữ lôi đình, được mệnh danh là chấp pháp của trời cao, thể hiện ra ý chí của trời xanh. Nếu như để hắn trưởng thành hoàn toàn và xưng vương xương tổ, thì chắc chắn khắp nơi sẽ vô cùng kiên kỵ. Vì lẽ đó, không chỉ có một vương bất hủ đã phục kích khiến hắn chết thảm nơi xa trường không ai nghĩ tới được đám lôi linh kia lại trung thành tuyệt đối như thế đời này qua đời khác vẫn không ngừng tìm kiếm di hài của lôi đế cuối cùng quả nhiên đã được đền đáp đám lôi linh biết nơi này và cuối cùng sự thành tâm của chúng nó tựa như đã cảm động được càn không nên đã mở ra được vết nứt hư không và tiến vào trong hang cổ này tinh huyết trên người của lôi đế đều đã mất sạch sinh cơ đều biến mất không hề lưu lại chú mảnh vỡ thần hồn nào cả chắc chắn không có cơ hội nào chó con nói ngàn năm trôi qua nó đã thấy rõ thạch hạo nghe thấy thế thì chỉ biết thở dài hắn nắm giữ truyền thừa của lôi đế còn từng đạt được giáp trụ tàn tạ nữa cũng xem như có nhân quả không nhỏ rồi thạch hạo bước tới chắp tay vái lại đây là thi thể của một trong thập hung được mệnh danh là lôi đế vốn là một thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm ánh mắt của mấy trăm con lôi linh nhu hòa đi một chút những sinh linh này vẫn rất trung tâm vẫn không ngừng thủ hộ bộ thi thể này chủ cấm khu lắc đầu không có tinh huyết không còn sót lại chút vết tích thần hồn nào tới đây cũng không có hiệu quả trừ phi mai táng bộ thi thể này ở nơi đây để thi thể thông linh và thai ngén vô tận năm tháng sau này khả năng sẽ xuất hiện một cường giả cái thế chủ cấm khu nói thế tới tột cùng nơi này là như thế nào thật sự có thể luân hồi à thạch hạo muốn biết theo như chủ cấm khu đã nói nơi này thông thiên thông cổ kim là một vùng tạo hóa người ngoài khó có thể lý giải được sự kỳ dị của nó điểm quái lạ nằm ở nơi sâu nhất trong hang động này. Chó con lao đi nước mắt rồi phía trước dẫn đường, xuyên qua màn sương mù hỗn độn, ngập tràn mẫu khí vạn vật, thạch hạo hít sâu một hơi rút lấy tiên khí ở nơi này. Chính là chỗ đó. Nơi sâu nhất có một căn nhà đá trừng một trượng rất đơn sơn, không có bàn, không có trang trí bắt mắt, chỉ có vách đá thô giáp mà thôi. Đương nhiên, bên trong căn nhà đá tầm một trượng này là nồng nặc hỗn độn và tiên khí cùng với những gợn sóng kỳ bí. Chính là nơi này sắc mặt thạch hạo đầy bình tĩnh nơi đây chẳng thể nhìn ra được thứ gì cả hắn muốn tới gần để xem rõ ngọn ngành nhưng chó con thì lại sợ hết hồn lớn tiếng ngăn cản sợ hắn chưa chuẩn bị đầy đủ gì rồi tùy tiện tiến vào trong thì sẽ xuất hiện vấn đề lớn ngay ta chưa hề cảm nhận được chút nguy cơ gì thạch hạo lên tiếng chỗ này vô cùng kỳ lạ một khi đi vào thì có ý nghĩa rằng rất có thể sẽ biến mất không biết bản thân ở phương nào cứ thế lạc lối vĩnh viễn không tìm được đường về Sương sọ thủy tinh lên tiếng đúng đó chính là nơi này chủ cấm khu nói vào giờ phút này xương sọ thủy tinh cốt trưởng màu vàng chóng mắt nhỏ máu đều thức tỉnh và tỏa ra hào quang mờ ảo vô cùng e ngại với căn nhà đá tầm một trượng vuông kia tới cùng là như thế nào ạ thạch hạo thỉnh giáo chủ cấm khu ở thời tiên vương từng có một lời đồn nơi này có thể thông cổ kim trải qua vô tận năm tháng thì cũng có người nói có thể thấy được tương lai chủ cấm khu nói trên thực tế sau khi tới nơi này thì hắn cũng không thể nào nói rõ toàn bộ được năm đó cũng chỉ là hắn nghe được một chút bí ẩn và ngày hôm nay tới đây cũng đã quá mạo hiểm rồi chó con kể rõ tình huống khi mình đưa tinh huyết của vô trung tiên vương vào đây và nhắc tới giọt huyết dịch kia tựa như đã gợi ra dòng sông năm tháng thứ này tựa như ẩn như hiện vậy thạch hảo bắt đầu chuẩn bị muốn tiến vào căn nhà đá đó chủ cấm khu không cách nào bình tĩnh được nói năm đó ta từng cùng với một số người suy diễn ra cho rằng nơi này có thể tiếp tục luân hồi nếu như là thật vậy, thì đây chính là một phần hậu lễ cực kỳ to lớn dành cho người đó. Đây chính là ước ao của hắn, sở dĩ Mạo Hiểm đưa Thạch Hạo tới đây cũng chính vì hy vọng sẽ đạt được phần hậu lễ này. Hiện tại Thạch Hạo thiếu nhất là thứ gì? Đại thế đã tới, huyết cùng tội sắp sửa diễn ra thế nhưng hắn lại sinh không gặp thời, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành chân chính, chủ cấm khu lo lắng, vạn nhất lần tính sổ lớn bắt đầu thì dù cho Thạch Hạo có thiên tư trời ban cũng không đáng được chú ý. Bởi vì chủ cấm khu đã liều mạng mang hắn tới đây một phen âm thanh kinh văn lại vang lên đang kêu gọi ta vào trong đó toàn bộ cơ duyên và nguy cơ đều ở nơi này thạch hạo lên tiếng hắn hóa tự tại đại pháp đang vang lên rõ ràng trong cơ thể hắn tựa như cộng hưởng cùng với căn nhà đá kia vậy ngày xưa hắn ở biên hoang từng thể hiện qua uy năng vô thượng của hắn hóa tự tại đại pháp này đã chấn kinh các lộ cao thủ dị vực thế nhưng trong quá trình đó là bị động hiện giờ Kinh văn kia tựa như nước chảy từ trong lòng hắn hờ hững trôi đi, mỗi một nhịp, mỗi một đoạn đều rất rõ ràng trong lòng. Kinh văn hoàn chỉnh xuất hiện và đã được ta nắm giữ trong tay, Thạch Hạo chấn kinh. Trước kia tuy rằng hắn nghe được âm thanh kinh văn thế, nhưng chỉ là mơ hồ, hiện giờ lại rất rõ ràng khắc sâu trong ý thức, tựa như đang tụng cho mỗi mình hắn nghe vậy. Một giọt máu, xương sọ thủy tinh lên tiếng, ánh lửa trong hốc mắt bập bùng nhìn chằm chằm mi tâm của Thạch Hạo, nó khá là giật mình. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn thấy dị thường kia. Trên trán của Thạch Hạo đang có một giọt máu xuất hiện chiếu rọi ra chư thiên, mang theo khí tức lớn lao tựa như đang khai thiên tích địa, tiếp đó là phát ra âm thanh ầm ầm. Lại xuất hiện nữa rồi. Thạch Hạo khiếp sợ, dù cho là hắn cũng cảm nhận được giọt máu kia. Ngày xưa, có thể triển khai Hán hóa tự tại đại pháp để đối kháng với cường giả vô thượng của dị vực ở biên hoang, duyên cớ cũng là vì giọt máu này. Giọt máu này hắn đạt được từ một chiếc mẫu khí vạn vật tên Kim Đình mà chiếc đỉnh kia từng xuất hiện ở ngoài đế quan và còn từng có một sinh linh đạp bên trên chiếc đỉnh này tới để đại chiến với vương bất hủ dị vực nữa tiếp đó thì thạch hạo hiểu rõ giọt máu kia kỳ thực không phải là của chiếc đỉnh này chỉ là đúng dịp nó bám lên trên đỉnh đây là một giọt cổ huyết thần bí xuyên qua sông dài năm tháng trường tồn tuyên cổ cổ huyết của niên đại đế lạc theo như cuộc đại chiến ở biên hoang thì thạch hạo đã tự mình cảm nhận được đồng thời kết hợp với lời nói của vị cường giả vô thượng từng đạp bước bên trên chiếc đỉnh ấy sau khi tổng hợp mọi thứ lại, thì chủ cấm khu làm ra phán đoán như thế. ầm, thân thể của thạch hạo không tự chủ mà chuyển động, hắn bước về trước và tiến vào trong căn phòng đá một trượng kia. giây lát đó, thân thể hắn trở nên mơ hồ và run rẩy kịch liệt, tựa như không thể đứng thẳng dậy được. âm thanh của hắn hóa tự tại đại pháp càng ngày càng lớn lao hơn, chấn cho hai tai của thạch hạo vang lên ù, hoàn toàn nhớ rõ trong lòng. thế nhưng âm thanh kinh văn vẫn không dứt, vẫn rung động cộng hưởng với căn nhà đá. Dù cho mấy người như chủ cấm khu cũng nghe được một loại thiên âm nào đó, khiến bọn họ vô cùng giật mình. Âm. Uhm. Đột nhiên, bóng người của Thạch Hạo biến mất từ đây, việc này làm cho chó con trợn tròn mắt đầy giật mình không ngừng tìm kiếm xung quanh. Chủ cấm khu lặng lẽ, có hy vọng thành công ư? Nếu như thành, vậy thì đây chính là cơ duyên to lớn nhất đối với Thạch Hạo, sẽ đón nhận lấy một món lễ lớn vô cùng nặng. Nếu thất bại, vậy thì xem như tử vong, từ đây biến mất khỏi thế gian này cùng với việc bản thân sẽ chìm ngập trong lần tính sổ lớn đầy đen tối trong tương lai sau này không bằng hôm nay mạo hiểm chém giết tìm lấy một phần nền tảng chủ cấm khu thăm thẳm nói hắn đã đi đâu thế thật sự sẽ thông cổ kim biến mất khỏi trong dòng sông năm tháng ư chó con nghi ngờ xương sọ thủy tinh cốt trưởng màu vàng trong mắt nhỏ máu đều trầm mặc nhìn chằm chằm căn nhà đá bọn họ cũng đang suy nghĩ đang suy đoán hiện giờ thạch hạo đang như thế nào xoẹt sau đó không lâu thì nhà đá phát sinh dị tượng vẫn là mông lung như trước ánh sáng hỗn độn soi sáng tiên vụ nồng đậm bên trên vách đá xuất hiện một chút vết tích đó là những nét khắc đẩy thô thiền vào cổ xưa vô cùng rất mơ hồ không tài nào thấy rõ được là cổ nhân lưu lại bắt đầu từ thời kỳ đế lạc từ vô tận năm tháng trước đây là thời đại xa xăm không hay biết không ngờ lại hiện ra vết tích chủ cấm khu hóa thành một chàng trai mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm nghị trước nay chưa từng có trước kia bên trên vách đá thô giáp kia cơ bản chẳng hề có chút vết tích gì hiện giờ sau khi thạch hạo tiến vào thì lại xảy ra biến hóa hiện ra dấu ấn của ngày xưa đó là một bức tranh lịch sử đầy loang lổ giảng giải lại chuyện xưa đầy mơ hồ của thời đại đế lạc không cách nào nhìn rõ thế nhưng lại có thể cảm nhận được đó là một thế giới tàn khốc tới mức nào hoặc là đế từng tồn tại trên thế gian không ngừng đại chiến và rồi chết đi thời đại đế lạc thời đại ấy dùng bọn họ để làm tên thật sự quá mẫn cảm không thể không khiến người khác liên tưởng cùng suy đoán như vậy nếu như có đế vậy thì chắc chắn không phải là đế nhân gian sương sọ thủy tinh yếu ớt lên tiếng ầm căn nhà đá rung lên bần bật tranh đá thô giáp kia biến hóa tựa như đang kể lại chuyện của ngày xưa vậy bọn họ rất muốn nhìn rõ thế nhưng trung quy lại cũng chỉ thấy được đường viền đầy mơ hồ mà thôi đừng nói rằng là đang giảng giải lại chuyện xưa luân hồi chứ không phải là người luân hồi đó nha chó con mang theo tiếng khóc nức nở đầy gấp gáp nhìn chằm chằm vách đá là hắn Sương sọ thủy tinh thất kinh nhìn chằm chằm hình ảnh được khắc bên trên vách đá thô giáp kia nơi đó đang diễn dịch đang biến hóa rốt cuộc thì bọn họ cũng nhìn thấy được một chút cảnh tượng nhìn thấy được một bóng hình quen thuộc hiện lên bên trong cố sự trên vách đá kia hoang chó con hét lớn con người của chủ cấm khu lưu chuyển ánh hào quang hắn cũng đang ngó chừng nơi đó quả thật bên trên vách đá thô giáp kia xuất hiện bóng người của thạch hạo đang được diễn dịch bên trong câu chuyện xưa kia làm sao có khả năng này chứ thời đại đế lạc mà lại có bóng hình của hắn à chó con giật nảy mình không cách nào tin được cùng lúc đó bên trong bàn vương thành của tiên vực bàn vương ngồi bên trong một căn động phủ con mắt thâm thúy tựa như vũ trụ tinh không trong tay nắm chặt lấy một sợi tóc đó là của thạch hạo hắn đang suy diễn bên trong hai mắt của hắn có cảnh tượng sinh diệt của vũ trụ có âm thanh của sông dài năm tháng cuộn trào vô cùng dọa người xoẹt sợi tóc trong tay của hắn không bị khống chế và bắt đầu bốc cháy hóa thành cho tàn hai mắt của bàn vương càng lúc càng khủng khiếp thăm thầm thở dài nói hắn đã không ở đương đại này nữa không thuộc về bộ cổ sử của hiện nay rồi trước khi thạch hạo lặng yên rời khỏi bàn vương phủ thì hắn đã lấy đi một cọng tóc lúc này đang suy diễn và đưa ra kết luận như vậy bên trong hang cổ bên trong căn phòng đá trừng một trượng vuông bên trên vách đá thô giáp không ngừng hiện lên bóng hình của thạch hạo bên trong năm tháng ấy có dấu vết của hắn có bóng hình của hắn hắn hóa tự tại hắn hóa thiên cổ chuẩn bị cho ta trung quy lại rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ trở về thời khắc này chó con dựng đứng cả bộ long nó nghe được âm thanh nào đó đang vang vọng ở đây rất mờ ảo rất xa xăm tựa như vượt qua thiên cổ vậy chủ cấm khu xương sọ thủy tinh thần quang trong hai mắt tăng vọt nhìn chằm chằm vách đá thô giáp của căn nhà đá kia tiếp đó bọn họ thấy được một giọt máu đang lăn dài bên trên vách đá chiếu dọi chư thiên in khắc năm tháng tuyên cổ dáng vẻ tang thương muốn đoạn đi dòng sông năm tháng. Thanh âm kia rất mờ ảo thế, nhưng lại rất chân thực. Hắn hóa thiên cổ, đây là thủ đoạn khiến người nghe kinh hãi tới rừng nào. Khiến người giật mình, tựa như đang trong mơ vậy. Giọt máu kia rất óng ánh chiếu dọi vạn đạo chư thiên, cắt lìa dòng sông năm tháng, in dấu, trong cổ kim, lan dài xuống dưới trên vách đá thô giáp ấy, khiến hỗn độn phải sụp đổ. Cho con rút lui, cả người không tự chủ dựng đứng cả bộ long, nó vô cùng sợ hãi, có sinh linh hắn hóa thiên cổ. Đây là chuyện dọa người tới cỡ nào chứ? Sinh linh kia muốn ngang dọc thiên cổ, thay đổi vô tận năm tháng, hay là thứ khác? Khắp cổ kim, đều là hắn hóa thành ư. Sương sọ thủy tinh cũng nói lên quan điểm của mình, vấn đề này còn kinh khủng hơn nữa, chuyện này không thể là hiện thực được nếu không sẽ quá mức đáng sợ. Chủ cấm khu lắc đầu, chuyện này quá không thực tế. Kỳ nguyên này, rồi lại tới kỳ nguyên tiếp, hắn hóa thiên cổ, nếu như tiếp tục suy đoán, thì sẽ có rất nhiều vấn đề, ẩn chứa sức khủng khiếp cực hạn, nếu là thật thì không thể nào đi tới điểm cuối được. Nếu không, quá mức đang sợ. Hình ảnh hiện lên bên trên vách đá thô giáp kia tựa như là một bức tranh lịch sử cực kỳ dày đang được trải rộng ra, dưới sự chiếu rọi của giọt máu kia thì không còn mơ hồ mà từ từ trở nên rõ ràng. Bọn họ có thể nhìn thấy được ghi chép của những năm tháng ấy, có chữ viết, có hình chạm khắc, khắc đều là những tang thương, là sự lắng động của năm tháng. Làm sao có khả năng chứ, hắn được sinh ra trong thời đại đế lạc ư, chó con trợn tròn mắt, ngay cả linh hồn cũng thấy rét lạnh khó có thể tin được nhìn trăm trăm vách đá đường nét rất đơn giản nét vẽ thô kịch vô cùng sơ sài ghi lại những việc ngày xưa đã diễn ra vô tận năm tháng trước một đứa bé bước ra khỏi đại hoang hắn từ yếu thành mạnh không ngừng lột xác từng bước trưởng thành trong lĩnh vực nhân đạo hắn quyết chiến với đại thế tắm rửa máu huyết quần địch đạp ra con đường của chính mình kiên định tiến về trước hoang đó chính là bóng hình của hắn Khác rõ bên trên vách đá thô giáp sao lại như vậy chứ có luân hồi ư hắn chính là sinh linh của thời đại đó ư hay là nói hắn đã từ nơi này trở về lại thời đại đế lạc sống sót luân hồi nhưng chân thân của một sinh linh làm sao có thể tới đó được chứ quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở nơi đó thì sẽ quấy nhiễu sông dài năm tháng cải biến quá khứ tàn khôn sẽ nứt toác quá khứ đã trôi qua không thể thay đổi được dù cho là tiên vương vô thượng dù cho có thể tìm hiểu dòng sông thời gian ngóng nhìn về tương lai thế nhưng cũng chỉ là khách qua đường. Chân thân không thể giáng lâm lâu dài được chứ đừng nói có thể thay đổi bất kỳ nhân quả nào. Ai có thể quấy nhiễn năm tháng, ai có thể đưa cả thân thể trở về quá khứ và gặp gỡ với sinh linh của đời đó, và còn được ghi chép lại nữa chứ. Quá không thực tế, quấy nhiễu quá nhiều thứ, nhân quả quá to lớn. Tiên vực, ngạo thịnh vương thành. Thời khắc này, ngạo thịnh tiên vương cũng đang suy diễn, ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn và khí hỗn độn chập trùng tựa như đại dương cuộn trào nhấn chìm cả vương phủ tiên vương khiến cho tinh không ngàn tỷ dạm trời run rẩy lên một thoáng hắn có pháp lực cái thế không gì sánh được nhưng hiện tại sắc mặt không hề cảm xúc đôi mắt sâu thẳm tới đáng sợ dần dần tựa như là hai cái hố đen rút lấy mảnh vỡ đại đạo của chư thiên pháp tắc buông xuống bao vây hắn lại không ở một đời này biến mất khỏi bộ cổ sử này à hắn lạnh lùng nói bên trong hang cổ bên trong căn nhà đá trừng trượng vuông vết tích sẵn có bên trên vách đá không ngừng hiện ra kể lại những chuyện xưa kia hắn đối đầu với ám hắc chân long tộc kia chém giết thật là thê thảm một mình đại chiến với hơn 10 cường giả của tộc này bên ngoài căn nhà đá mấy người đều đang quan sát về những chuyện đáng sợ được ghi lại bên trên vách đá tựa như đang cùng với hắn trải qua sương vui đau khổ vậy đồ tể sắc mặt của chủ cấm khu biến đổi con người nhanh chóng co rút hắn lại nói tới hai chữ kia nghe thì buồn cười thế nhưng lại có can hệ cực kỳ lớn, có thể nói là kinh thiên. Hắn đã từng nói về thứ này với ba lão quái vật xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng cùng trong mắt nhỏ máu, từng nhắc qua mấy tên sinh linh, một sinh linh chia cơ thể thành sáu cấy vào trong bất tử tiên dược và được gọi là bán thuốc giả, một sinh linh chém, giết trừ địch trên thế gian quét ngang thiên hạ không hề có đối thủ được gọi là đồ tể. Đồ tể thời trẻ nhỏ, quả nhiên hắn cũng là sinh linh của thời đại đế lạc, là tu sĩ của thời kỳ đó. Đó là thiếu niên đồ tể, ở thời đại kia đã đối đầu với hoang. Đáng tiếc, căn cứ theo những gì ghi lại bên trên vách đá thì hai người từng có xung đột thế nhưng không hề nảy sinh trận tử chiến nào, cứ thế bỏ qua. Tiếc thật, rất muốn biết tên đồ tề khi còn trẻ kia sẽ mạnh tới mức nào, lại không quyết đấu với hoang, chưa từng huyết chiến. Đồng thời, đồ tề cũng rời khỏi thế giới kia, từ đó biến mất. Trên vách đá có một đám vết tích biến mất và sau đó là một đám khác hiện lên, kể lại chuyện hưng suy của thiên cổ đám người chủ cấm khu bỏ qua những chuyện này tập trung về những ghi chép có quan hệ với hoang hắn đã chu diệt bát tử thuộc dòng dõi thượng thương cốt trưởng màu vàng phát ra sóng thần thức than thở thứ được gọi là dòng dõi thượng thương ở đương đại này sớm đã không thể nhận biết được thế nhưng có thể ở rất nhiều kỷ nguyên trước đây đó chính là chủng tộc vô thượng huyết thống mạnh mẽ tới mức khó mà tưởng tượng ra được nếu không dựa vào đâu lại dám lấy thượng thương trời xanh làm tên của bộ tộc chứ Hắn đã chém bay vị nhân tài thứ 13 vừa mới xuất hiện của khai thiên thần linh nhất hệ. Sương sọ thủy tinh biến sắc mặt nhìn chằm chằm vách đá, chứng kiến một đoạn cổ sử huy hoàng này và nhìn thấy được chiến tích đầy, đáng sợ của một người trẻ tuổi. Từng tờ văn chương lịch sử được lật qua, từng đoạn thời gian lưu truyền, thời đại đế lạc, nói đó có bóng dáng của Hoàng. Lúc này, Hoàng đang ở nơi nào? Lúc xuất hiện ở thế giới này thì hắn trượt phát mộng, trải qua nhiều năm sát phạt nên đã tỉnh táo lại đây là một thế giới hoàn toàn khác và cũng là một thế giới vô cùng đáng sợ từng nghe được tiếng quát tháo của tiên vương từng thấy được máu huyết của tiên vương rơi vãi và hủy diệt ngàn tỷ dặm thổ địa hắn từng suýt chút nữa đã lâm vào trong mua máu cửu tử nhất sinh né tránh được tai ương ngập đầu đó thời đại này thật là đáng sợ chinh phạt không ngừng nghỉ vạn tộc cùng tu đây là một đại thế huy hoàng khó có thể tưởng tượng ra được thế nhưng có một ngày trời chợt vỡ tan cả thủ quyết chiến khắp chư thiên hủy diệt đi sự cân bằng và vạn vật gặp nạn. Thịnh thế kết thúc, cao thủ vô thượng cũng chẳng thấy đâu nữa. Cùng ngày đó, thiên địa tiến vào thời đại mạt Pháp. Đồng thời, một giới này cũng trở nên khô cạn, những thông đạo nói với những giới khác cũng bị cắt đứt không thể qua lại được nữa, cứ thế chia cắt đoạn tuyệt cả thiên địa. Thạch hạo thẫn thờ, thời đại mạt Pháp vừa tới lại khiến hắn lầm tưởng mình trở lại cửu thiên thập địa. Đoạn năm tháng này quá dài, cả thế gian mênh mông, toàn bộ sinh linh đều không nhận biết một ai, không có một cố nhân nào hắn biết bản thân không phải đang ở cửu thiên thập địa mà là ở một vùng không gian thời gian khá chỉ có thể tiếp nhận mà thôi ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là thử thách sẽ ở bên trong một tiểu thế giới nào đó và sớm muộn gì cũng có thể tìm được lối ra thậm chí hắn còn từng hoài nghi khả năng đây chỉ là ảo cảnh là một loại thử thách sớm muộn gì cũng sẽ phá tan sương mù để quay trở về thế nhưng về sau hắn giật mình phát hiện suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm trực giác nói cho hắn biết càn khôn này là chân thực thời đại mặt pháp tới cũng là chân thật đây là một thế giới lớn không thể nào thật hơn được nữa tất cả đều là thật ta đã rơi vào phương nào vậy tiếp đó thạch hạo trầm mặc hắn đi lại trong vùng thế giới này tu hành tìm kiếm chân tướng ngộ đạo trong thời đại mặt pháp này bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé hắn đã lý giải được rất nhiều thứ nội tâm có sóng lớn, có suy đoán thế nhưng ở thế gian này hắn có thể kể cho ai nghe đây. Tất cả những chuyện này hắn chỉ có thể chôn giấu trong lòng, hắn không thuộc về thời đại này, thế, nhưng lại bất ngờ gặp nhau, không phải hư ảo, mà là chuyện hoàn toàn thật đang diễn ra. Hắn hóa thiên cổ, đã hóa ta tới đây hư. Thạch hạo, chỉ có tu đạo thế, nhưng đoạn năm tháng này thật sự rất gian nan, nơi này đã tiến vào thời đại mạt pháp, nên chấn áp sinh linh của đương đại, không một ai có thể thành tiên được. Thời gian trôi qua, năm tháng vô tình loáng cái đã là 9.000 năm hắn đã không còn trẻ nữa tuổi tác thật đã qua vạn năm trạng thái mạnh mẽ hăng say lại đang trong thời kỳ mạt pháp thời đại gian nan nhất thì làm sao bảo tồn chứ tóc mai của thạch hạo đã chuyển trắng vô số tuế nguyệt trôi qua hắn sắp sửa bước qua trạng thái đỉnh cao nhất của nhân sinh tựa như một vầng thái dương đỏ rực bắt đầu hướng về tây ta sẽ chết già ở thế giới này ư thạch hạo thủ thế trong năm tháng sau này hắn nghiên cứu hết thầy bí thuật hoàn thiện pháp và đạo của chính mình, năm trí cảnh lớn của thân thể càng ngày càng óng ánh hơn. Bất diệt kinh, nguyên thủy chân giải, tiên kinh đều trở thành pháp môn trọng yếu nhất để hắn tu hành và tham khảo. Hắn bảo vệ trạng thái đỉnh cao của mình để cho trong thời gian dài không có bị trượt giảm, tuy rằng tóc bạc buông rũ thế nhưng vẫn miễn cưỡng để tinh lực cường thịnh trong mấy ngàn năm, mà lúc này hắn đã một vạn mấy ngàn năm tuổi rồi. Trung quy tại tinh lực cũng sẽ từ từ hao tổn và dần đi xuống dốc. Bên ngoài nhà đá trong hang động cổ Đám người chủ cấm khu vẫn đang quan sát những ghi chép bên trên vách đá đều nhíu mày, thời đại Đế Lạc đang hướng về mạt pháp, sự áp chế của thiên địa quá mức khủng khiếp. Bởi vì, chỉ vừa mới trải qua một trận đại chiến mà ngay cả máu của tiên vương cũng đã tuôn rơi từ trên trời xuống, hàng loạt pháp tắc trở nên điên cuồng trấn áp hết thảy những người vọng tưởng trở thành tiên. Đây là thời đại không thể thành tiên được. Nói tóm lại, nếu như so với Cửu Thiên Thập Địa thì chỉ có hơn chứ không kém, sự kinh khủng càng tăng thêm. Nói theo một cách nào đó, Thời đại đế lạc đã gặp phải một trận đại kiếp nạn. Cường giả chết quá nhiều, bọn họ hóa đạo trở thành một phần của quy tắc trấn áp đời đó. Ai muốn đột phá, đều phải qua cửa ai đó, cơ bản, không có cách nào đánh xuyên qua áp chế pháp tắc vô tận kia. Đế lạc, thời đại mạt pháp. Thạch hạo từ từ trở nên dài yếu và rồi toàn bộ mái tóc đen đã hóa trắng, da thịt đã từng trắng bóng như ngọc thạch này, đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Sau đó, tinh lực của hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu khô kiệt, mà lúc này hắn đã đi vào tuổi già của nhân sinh, hiện tại hắn đã hai vạn bảy ngàn tuổi. Đi tới đời này, bản thân hắn đã nhìn thấy rất nhiều sinh linh đã thành đạo sớm đã tỏa hóa không biết bao nhiêu năm. Hắn là một tu sĩ, cô độc khổ sở vốn không thuộc về thế giới này, hiện giờ khi quan sát lại, những cường giả đã từng thấy qua kia đều đã trở về với bụi đất, thạch hạo càng ngày càng trầm mặc. Bởi vì rất nhiều năm trước đây, những tu sĩ không cùng thời đại với hắn đều chỉ là bộ xương khô, những sinh linh này đều đã chết từ hơn hai vạn năm trước cả rồi thế giới mênh mông một người quen cũng không có thậm chí những cường giả sau này cũng đều lần lượt tọa hóa trước cả hắn đại thế thay đổi thay đổi không biết bao nhiêu đời người rồi tinh lực khô kiệt bước vào tuổi già thạch hạo tươi như là một ánh triều tà già nua nhưng dù vậy hắn vẫn cố gắng sống tới cửa ải ba vạn năm hắn đã sống qua ba vạn năm tuổi đây là tuổi thọ mà không phải trí tôn ở thời đại mà pháp có khả năng có được ba vạn năm qua hắn đã hoàn thiện đại đạo của chính mình đạo hạnh không ngừng được rèn luyện hoàn mỹ quanh thân toàn thân không một hạt bụi trần thực lực càng ngày càng khủng khiếp đáng tiếc mệnh trời không có tuổi thọ rồi cũng sẽ có điểm cuối thạch hạo sống tới hơn ba vạn năm sinh mệnh đã không còn nhiều nữa tóc bạc tuổi xế chiều thời khắc này trong lòng hắn có thất vọng không không lại rời đi thiên địa vốn có của mình để rồi tới một kỳ nguyên không thuộc về hắn rất nhiều người đã không thể nhìn thấy được nữa trước khi chết cũng không thể gặp lại làm sao cam tâm chứ một ít bóng hình quen thuộc hiện lên trong lòng tâm hắn có chấp niệm không muốn tán đạo trong thiên địa này thành tiên thạch hạo ngửa đầu nhìn trời tới cảnh giới này tuy rằng tinh lực khô cạn thế nhưng đạo hạnh của hắn vẫn sâu không thể lường được tu đạo hơn ba vạn năm nên sự cảm ứng với chư thiên đã nhảy cảm tới mức tận cùng hắn nhìn thấy được bên trên bầu trời kia có một màn ánh sáng rất dày những người khác không cách nào thấy được mà chỉ có người công tham tạo hóa như hắn một đôi thiên mục mở lớn thì mới có thể thấy rõ ràng đó là pháp tắc đại đạo là chân tiền khắp đất trời chết cùng với dấu ấn của cường giả vô thượng lưu lại chúng giam giữ con đường phía trước không vượt qua được thì không cách nào thành tiên chỉ có đánh xuyên thì mới có thể thoát khỏi lòng chim này tuy rằng đã già tóc đã muối tiêu sinh mệnh khô cạn thế nhưng hắn vẫn thẳng người một mình đứng trên đỉnh núi rồi nhìn về nơi xa làm sao cam tâm chứ những năm kia những người đó đều xa dần những lời nói tiếng cười đã từng sự buồn vui hợp tan đã có vẫn đang hiện lên trong con người đã vẫn đục của hắn. Ta rất nhớ mọi người, Thạch Hạo lên tiếng. Thạch thôn, rừng hỏa tang, biên hoang. Sáng sáng, tối tối, năm tháng trôi đi. Tiểu Thạch trước kia giờ đã già, cái tên này năm xưa đã chuyển khắp thiên hạ thế, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày sẽ mai tán trong năm tháng, sẽ lãng quên trong những ký ức cũ của mọi người. Lúc này rất khó tưởng tượng ra được, hùng hài tử ngày xưa giờ đã là trắng xóa một đầu, xế chiều than thở trong ánh tà dương. Chấp niệm của hắn quá sâu, nên không thể nào buông xuống được không không đi tới thế giới này tựa như đã chặt đứt từng nhân quả của đời kia trước lúc tọa hóa thì dù cho muốn gặp lại một người thân quen cũng không thể đế lạc mênh mông thế giới vô bờ bến thế nhưng sẽ có quan hệ gì với hắn chứ thạch hạo dường như là một u linh cô độc đang tự do bên ngoài hống trần trầm mặc ngưng mắt quan sát đại nạn kéo tới bên trong luân hải của thạch hạo xuất hiện từng vệt vết nứt đó là dấu vết của tháng năm sinh mệnh luân bàn muốn tan rã rồi chém hắn hét lên một tiếng một vệt sáng hiện lên và chém thẳng bản nguyên của chính mình như muốn tiêu diệt mục nát như muốn phân chia hoàn toàn vết nứt kia sang một bên dường như là một gốc cây gặp sâu bệnh bị sét đánh trúng thân cây nổ tung và phá hủy trong lôi hỏa và gốc rễ thì vẫn còn đó để chờ tân sinh hắn lấy thân làm trùng một điểm bản nguyên tinh hoa nhất đã giấu bên trong đạo trùng đạo hạnh một thân cũng được ký thác vào đó nguyên thần cũng ngủ đông bên trong trên ngọn thần sơn này khí hỗn độn phân tán sinh mệnh của thạch hạo khô cạn ngã nhào bên trên mặt đất mà tiếp đó trên trời cao lại có vô số ánh chớp hạ xuống ngàn tỷ lôi điện giáng lâm chuyện này cực kỳ gay go lúc đại nạn đập xuống đầu hắn thì lại còn dẫn tới thiên kiếp nữa rất lâu sau thân thể được mệnh danh là vững chắc bất hủ thân thể được bất diệt kinh gột sửa trong hơn ba vạn năm đã trở nên tả tơi lùng trăm ngàn lỗ thủng nhưng mà lại có một loại biến hóa nào đó đang phát sinh bên trong mục nát tựa như đang tràn ra một tê sinh khí ví như lôi kiếp kia vốn là ngọn nguồn cửa sự hủy diệt thế nhưng bên trong cũng ẩn giấu một chút hy vọng sống nên mới thai ngén nên một ao lôi kiếp dịch thạch hạo bồi hồi giữa sống và chết và lúc này tựa như nhìn thấy được cảnh tượng liễu thần bị vô tân tia chớp từ trên chín tầng trời đánh xuống năm xưa sau đó ý thức của hắn trở nên mơ hồ và nơi này trở nên yên tĩnh toàn bộ dãy núi trở thành bột mịn và hóa thành vực sâu trái khét dưới đáy vực sâu có những xác ngôi sao là những thiên thể to lớn bị đánh nổ rơi xuống và cũng có hài cốt của sinh linh bị cháy đen nằm bất động nơi ấy. Mấy năm sau, một tia sinh khí lan tỏa và phát sinh bên trong thân thể trái đen kia, dường như là một gốc cây bị xét đánh đang ẩn chứa một phần sinh cơ và muốn sản sinh ra kỳ tích. Tiếp đó, trong nửa năm sau đó luồng sinh khí này dần dần nồng đậm, mãi cho tới khi có một ánh lửa đột nhiên bùng cháy và bộ hài cốt trái đen kia nổ vang đùng đùng, nó đang thức tỉnh. Cuối cùng, những tàn cốt trên mặt đất nứt sang hai bên và một lớp da trái khét màu đen từ từ bong chóc. Thạch Hạo tân sinh rồi, trở lại trạng thái thời trai trẻ, tinh lực cuồn cuộn, tinh khí thần dồi dào tới cực điểm. Sống tiếp đời thứ hai, chém bay mục nát và một viên đạo trùng lan tỏa trong cơ thể, tinh hoa lan tràn trở về với thể phách, bên trong thân thể của hắn có rất nhiều cánh cửa được mở ra. Đời này, cánh cửa được mở ra còn nhiều hơn cả đời trước. Đây chính là sự thể hiện của lấy thân làm trùng, đạo quả đã tiến thêm một bước nữa. Sống ba vạn năm, tu thành vô địch thân trong lĩnh vực nhân đạo, tiềm lực và ưu thế còn lớn hơn cả đời trước. Không thể chờ đợi được nữa, ta muốn đi ngược lại với sự áp chế đại đạo trên vòng trời kia, thử nghiệm thành tiên. Thạch hạo thì thầm. Đây chính là thời đại vô cùng phức tạp. Bên trên thường vũ có pháp tắc chân tiên bao trùm, có dấu ấn tiên vương lưu lại đang bao phủ lấy cản khôn hòng ngăn cản bước chân của sinh linh hậu thế. Đối với thạch hạo, đây là một niên đại vô cùng khó khăn. Nhưng, nếu như có thể thành công trong hoàn cảnh lớn này, thì thành tựu sẽ không tài nào tưởng tượng ra được. Đời này, Thạch Hạo chỉ đi ra ngoài có một lần và tốn tới mấy trăm năm để tìm kiếm trường sinh dược. Tiếp đó, hắn vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ, một lòng chỉ muốn thành tiên, hắn phải trở về, hắn muốn tu thành thần thông vô thượng, có thủ đoạn cái thế để đi tới nơi mà hắn muốn tới. Cửu thiên thập địa đã từng kia, lần tính sổ lớn đã bắt đầu rồi ư. Rất nhiều chuyện hiện lên trong lòng hắn, hắn sợ mình sẽ biến mất hoàn toàn, đời này sẽ không còn được gặp lại nữa. Đời này, hắn có ưu thế cực kỳ lớn, thể phách không gì sánh bằng tu vi nhảy tới đỉnh cao nhất của cực đạo mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều đây chính là nguồn sức lực của hắn ta muốn hóa thành chiến tiên âm thanh của thạch hạo đầy trầm thấp đời này đã bị quy tắc dấu ấn tiên đạo áp chế nên không cách nào thành tiên được muốn đi thông con đường kia đó chính là phải đi ngược lại với đời này năm tháng như nước một đi không trở lại thạch hạo không ngừng sung kích không ngừng thử nghiệm đầy mạnh mẽ bất chấp hậu quả chính là muốn hóa thành một vị chiến tiên là chí mạng quá cứng rắn thì rất dễ bị bẻ gãy đời này thạch hạo sức cùng lực kiệt một đời đều không ngừng vượt cửa ải vết thương đầy rẫy chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu nếu không phải có nội tình hùng hậu tới dọa người thì hắn sớm đã chết đi từ lâu rồi dù vậy thủ đạo mạnh bạo cũng đã mang cho hắn những tổn thương vô cùng đáng sợ tích lũy tháng ngày nên tuổi thọ càng nhanh chóng khô cạn nên biết đời này cũng chỉ mới qua một vạn năm so sách với tuổi thọ của đời trước thì còn lâu mới đi tới điểm cuối mới đúng mấy chục năm sau thạch hạo không cách nào kiên trì được nữa tuy rằng cơ thể vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ thế nhưng sinh mệnh đã khô cạn đời này hắn đã đi tới điểm cuối rồi hắn lấy ra một gốc dược rồi thả vào trong miệng hắn đã hái tới một gốc bất tử tiên dược đời này hắn chỉ đi xa đúng lần đó tiêu tốn tới mấy trăm năm chính là vì tìm kiếm gốc dược này đi tới giới này đã ba bốn vạn năm nên tất nhiên hắn sẽ hiểu rõ chỗ nào sẽ có cơ duyên lớn có thể cất dấu bất tử tiên dược thời đại đế lạc sau cuộc đại chiến thì đã có một gốc tiên dược được lưu lại và hắn đã tóm được đêm đó thần quang ngút trời ngàn tỷ luồng hào quang bao phủ khu đại hoang này thạch hạo tỏa ra sinh cơ và thức tỉnh lại nơi này từ im ăng hướng tới cường thịnh đoạt lại thanh xuân đáng tiếc đã tiến vào thời đại mạt pháp nên những tiên dược trường sinh trước kia đều đã bị thoái hóa dược tính của nó cũng chỉ tương đương với thần dược nó không thể giúp thạch hạo thành tiên được chỉ có thể giúp hắn sống thêm một đời nữa mà thôi Đời thứ ba của Thạch Hạo được mở ra Thế nhưng cũng sống được chừng bốn vạn năm Một lòng thành tiên Hắn muốn trở về Hắn muốn quật khởi Hóa thành một vị chiến tiên trong chốn hồng trần này Đáng tiếc Thật sự quá gian nan Mạnh như Thạch Hạo Chưa tới năm trăm tuổi Thì đã có thể trở thành trí tôn Hơn ngàn năm thì ngay cả chân tiên cũng phải công nhận là đế giả trong lĩnh vực nhân đạo Thế nhưng hiện tại lại Bị vây khốn ở trong cảnh giới này Hắn không thể bước ra bước kia được Không có cách nào thành tiên đời thứ ba này thạch hạo sống ba vạn năm tuy rằng có một gốc bất tử dược ở nơi tai thế nhưng lại vô dụng với hắn bất tử đại dược có thể giúp hắn sống thêm một đời thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế từ nay về sau sẽ sinh ra để kháng với trường sinh dược bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ như thế chỉ có một cơ hội để được kéo dài tính mạng cuối cùng trong tuyệt cảnh thì thạch hạo bắt đầu thay máu luyện cốt tẩy tủy đổi đi bảo huyết một thân hết thảy huyết dịch đều đang chảy ra ngoài và hóa thành ánh lửa đây được xem như là một lần lột xác không phải lột xác sinh mệnh một cách tự nhiên mà là cưỡng ép tạo nên hết thảy huyết dịch đều bốc cháy ngay cả cơ thể cũng bị đốt cháy trong ánh lửa đại đạo chân hoàng hí dài vang vọng khắp trời xanh hắn nắm giữ bảo thuật chân hoàng truyền thừa cái thế của tộc này chính là niết bản thuật hắn đã tìm hiểu hơn bốn vạn năm nên lần này vì cầu sinh cơ hội chỉ có một lần như vậy tắm rửa trong hỏa diễm khi máu huyết cũ bị trừ sạch thì một tiếng hí dài của tiên cầm đầy mãnh liệt vang lên và đi kèm là tiếng nổ vang của đại đạo thân thể của thạch hạo rung lên bần bật bên trong cốt tủy bên trong thể phách đang có tân huyết được tái tạo hắn đã thành công sống tới đời thứ tư đời này tuổi thọ của hắn vô cùng phong phú có thể sống tới tận năm vạn sáu ngàn năm thêm với số năm của ba đời trước thì khi đời thứ tư kết thúc thạch hạo đã sống hơn mười hai vạn sáu ngàn năm rồi ở đời thứ tư này trong năm tháng sinh một hơn năm vạn năm này thì thạch hạo không chỉ có khổ tu thử nghiệm xung kích chiến tiên thì còn đang tìm hiểu các loại trận pháp. Thời đại đế lạc, đại chiến vừa mới kết thúc thì tất nhiên sẽ có các di tích, các truyền thừa bị thất lạc và thạch hạo đã vơ vét sách quý về trận đạo trong khắp thiên hạ. Tới cuối cùng, hắn tốn hơn 5 vạn năm để chuyên tâm nghiên cứu, đủ được xưng là tông sư vô thượng của trận pháp. Trước khi đời thứ tư kết thúc, thì thạch hạo đã bố trí một tòa đại trận kinh thiên động địa để nối liền chín nơi tạo hóa có ranh giới mênh mông lại với nhau dù cho chúng có cách xa nhau ngàn tỷ dặm thì cũng đều bị hắn dùng trận pháp để gắn kết lại với nhau hắn xây dựng nên một tòa đại trận vô thượng và tự chôn bản thân ở trong mắt trận rút lấy tinh túy của chín nơi tạo hóa này hắn như là một quả trứng thần được thai ngén được cột sửa bởi rất nhiều nguyên địa tạo hóa tuy rằng không phải là toàn bộ thế giới lớn này thế nhưng như vậy cũng đã đủ nghịch thiên giỏi Thạch Hạo dựa vào cách này để sống tới đời thứ năm. Dường như là thần thai lột xác, hắn cởi bỏ tấm da người, ép một bộ xương cốt già nua từ trong máu thịt ra ngoài và tái sinh trở về. Nghiên cứu sự huyền bí của thiên địa, dùng trận pháp để tụ nạp tinh hoa vốn có và thai ngén nên cơ hội để tái sinh. Tiếp đó, đời thứ sáu, đời thứ bảy. Thạch Hạo dùng hết các thủ đoạn để tiếp tục sống, từ trong tuổi già nua thức tỉnh lại, rất gian nan thế, nhưng đã thực hiện được. Mỗi một đời, tuổi thọ của hắn đều tăng trưởng cực lớn việc này đã khiến hắn nhìn thấy được hy vọng nhìn thấy được phương hướng thành tiên quá gian nan thiên địa bị phong tỏa và mạnh như thạch hạo mà cũng không cách nào thật sự để nghịch thiên được thế nhưng hắn đã sống sót từ đời này qua đời khác hoặc đây chính là điểm nghịch thiên còn đáng sợ hơn cả thành tiên trước kia ai có thể làm được trong một kỷ nguyên lại có sinh linh sống tới đời thứ hai thì đã hiếm hoi như lá mùa thu rồi còn về sống tới đời thứ ba thì chưa từng nghe tới cũng chỉ là lời đồn, không cách nào kiểm chứng được. Thạch Hạo đã sống tới đời thứ bảy, xưa nay chưa từng có ai làm được. Sinh linh mạnh mẽ như thế này thì trong hoàn cảnh bình thường đã thành tiên rồi, đời nào liều mạng đầy mệt mỏi như vậy chứ. Lúc Thạch Hạo 40 vạn năm thì rốt cuộc hắn đã sống sang đời thứ 8. Tinh lực cuồn cuộn, khí dương cương căng đầy và trở lại thời đại còn niên thiếu, đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất. Ta cũng không cần thứ được gọi là thiên địa tán thành kia, ta cứ tiếp tục sống tiếp như vậy, thì sẽ yếu hơn sinh linh tiên đạo ư ừ. thạch hạo ngửa mặt lên trời gào lớn tích lũy tám đời nên đạo hạnh của hắn đã cao tới mức độ khó mà tin được không một ai trong lĩnh vực nhân đạo có thể ngang hàng hoặc đã được xem như đang ở một tầng cao khác rồi nếu như có chân tiên tới hò hét chém giết thì hắn cũng dám động thủ giết chết vốn đã đứng ở đỉnh cao nhất trong lĩnh vực nhân đạo và có sự tích lũy trong tám đời thành ra đạo hạnh của hắn tiến bộ kinh khủng việc này đã vượt qua mọi tưởng tượng nếu như dùng trí tôn để lý giải cảnh giới của thạch hạo thì đã không đủ nữa mặc dù từng có chân tiên dùng phong thái của đế giả để hình dung ra hắn thì cũng hơi chút không đủ rồi đặc biệt là đời thứ tám này tuổi thọ của hắn dài tới kinh người đời này lúc hắn sống tới chín vạn năm thì vẫn cường thịnh như trước không hề hiện ra dáng vẻ già nua mà hiện giờ tổng cộng sau tám thế thì hắn đã sống được tới bốn mươi chín vạn năm hơn nữa ở đời thứ tám này thì thần giác của hắn lại càng nhạy cảm hơn nên đã nắm bắt được một chút tin tức kinh người hắn không chỉ một lần nhìn thấy sông dài nam tháng, ngồi nhìn nó bồng bềnh lên xuống. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy từng vị cường giả một đang ngóng nhìn sông dài này, hoặc là qua lại tìm hiểu hoặc là nhìn xuống vạn cổ. Là hắn, có một ngày hắn đã tận mắt, nhìn thấy được một con thiên giác nghĩ máu me khắp người đang ở giữa dòng sông nam tháng ấy lết nhìn hắn. Thạch hạo ngẩn ngơ, đó là phụ thân của thiên giác nghĩ, là tồn tại trong thập hung. Vẫn còn nhớ, năm xưa, khi mở ra cung điện dưới lòng đất bên dưới thư viện thiên thần, lúc đó khi dấu ấn mà phụ thân của thiên giác nghĩ lưu lại đã nói cho hắn biết ở ngàn tỷ năm trước đây khả năng đã nhìn thấy thạch hạo lúc này thạch hạo khẽ thở dài và đã hiểu rõ đời thứ tám này thạch hạo đã bước lên đỉnh cao sừng sững nhất có thể quét ngang thiên hạ lúc này hắn cảm thấy dù cho có đi phạt tiên thì cũng không vấn đề gì đây không riêng là sự tự tin mạnh mẽ mà còn là thực lực không tài nào suy đoán nữa ta muốn trở về trở lại thời đại quen thuộc của ta thạch hạo lẩm bẩm Hắn đã tìm thấy con đường của riêng mình, không cần phải nhận được chính quả mà thế giới này tán thành, chính là nghịch thiên tiếp tục sống như kia thì sớm muộn gì hắn cũng thành tiên. Thứ hắn đang lo chính là không biết lần tính sổ lớn kia đã bắt đầu hay chưa, những người mà hắn quen biết có chết già trong năm tháng hay không. Kỳ nguyên khác biệt, thế giới khác nhau, dính dáng tới năm tháng thì ai có thể nói rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hắn hóa tự tại đại pháp. Thạch Hạo lần nữa vận chuyển suy diễn ra môn đại pháp này, năm xưa có thể tới nơi đây cũng vì có quan hệ với môn đại pháp này, có quan hệ với căn nhà đá kia. Nhiều năm đã qua đi hắn vẫn thường suy đoán về những thứ này. Hả? Đột nhiên hắn cảm nhận được điểm dị thương. Sắp biến thiên rồi, ta có thể trở về. Khí tức kỳ bí lưu truyền, Thạch Hạo đứng ở đây, ở nơi hắn đã ẩn cư mấy chục vạn năm, thật sự đã có thể rời đi rồi ư. Hư không mở ảo uốn lượn, hắn nhìn thấy được một căn nhà đá và cách đó không xa, trong sự mơ hồ hắn có thể xác định được đó chính là căn nhà đá mà năm xưa hắn đã đi vào bên trên vách đá thô giáp kia đang có một giọt máu lướt xuống đó chính là giọt cổ huyết thần bí kia hắn hóa tự tại đại pháp quả nhiên thần bí khó lường đây là hắn hóa thiên cổ hay là chỉ là một giấc mộng dài thạch hạo không biết và cũng không hiểu vì sao hắn tiến về trước thế nhưng lúc tới gần thì lại thấy căn nhà đá gãy khúc cùng với một con đường dài dẫn tới một khu mồ mà đây là nơi nào thạch hạo vô cùng kinh ngạc bên cạnh căn nhà đá có hàng loạt ngôi mộ đỏ sậm ngôi này tới ngôi khác không biết chôn lấp sinh linh có thân phận ra làm sao hắn hóa tự tại ta cuối cùng cũng sẽ trở về thạch hạo như có như không trượt nghe thấy âm thanh này nó vang vọng trong thiên địa thời đại đế lạc này vang vọng trong căn nhà đá mơ hồ cách không xa kia lại tựa như từ bên trong khu mồ mả mờ ảo kia chuyển tới thạch hạo bước lên con đường thì trong lòng trượt dâng lên cảm xúc có sự dị động kỳ bí hắn đang bước về phía khu mồ mả kia mảnh vỡ thời gian bay lượn thời gian tựa như nước trôi hào quang nơi đây đầy rực rỡ mưa ánh sáng dày đặc vô cùng thần bí bao phủ toàn bộ khu mồ mả mà. tựa như là nơi nghỉ chân của táng sĩ trông rất quen mắt trong quá trình tiến bước thì thạch hạo tự nói ầm um, đột nhiên hắn nhìn thấy được một chiếc dương không phải vàng không phải đá không phải gỗ chất liệu rất đặc thù nó chiếu rọi ra ánh sáng chín màu và độ rực rỡ ngay cả chư thiên cũng lu mờ đi cổ khí khơi nguyên con người của thạch hạo co rút lại hắn đã từng thấy qua khi hắn cùng tam tạng thần minh đi qua một vực sâu hắc ám của mai táng địa thì từng thấy một chiếc dương như vậy nó tỏa ra chín màu hào quang rực rỡ thạch hạo tiến về trước khi hắn chân chính bước tới thì thương hải tăng điền thứ gì cũng đều biết mất sạch thiên địa yên tĩnh nơi này chẳng chút tiếng động gì mộ cổ đã không cổ khí khởi nguyên sớm đã chẳng còn tung tích nữa đây là nơi nào thạch hạo quan sát và cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó thân thể của hắn chấn động con người trợn to, thật sự khó có thể tin được, không ngờ lại tới nơi này, không phải ở tiên vực ư. Nơi mà hắn tới này chính là bên ngoài biên hoang, là một chi mạch của táng khu, năm xưa hắn từng được một vị nữ táng sĩ dẫn tới đây, bên cạnh chính là nơi đã khai quật ra dương gỗ mục kia. Mà nơi này chính là một trong ba thánh địa thờ cúng to lớn nhất của táng sĩ. Thạch hạo bước ra và cảm nhận được khí tức của biên hoang, không hề sai, hắn bất chợt rời khỏi tiên vực và cứ thế xuất hiện ở bên ngoài biên hoang của cửu thiên thập địa hả trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được dưới lòng đất này có bộ hài cốt của trí cường giả đồng thời cũng khiến trong lòng hắn khẽ sinh ra cảm ứng hài cốt của ta hắn cảm thấy khó mà tin được khó có thể tiếp thu ầm đất đá tung tóe và hắn nhìn thấy được một ít tàn cốt hắn liền hiểu rõ hắn đã sáng sống tới tám đời đã từng niết bàn thần thai lột xác trong đó có mấy lần từng chém bay lão cốt phế cốt và chính tay hắn đã mai tán những thứ này hắn đã trở về thế nhưng những xương cốt này lại trầm miên trong lòng đất và nằm chính tại vị trí này còn nhớ được lúc nữ táng sĩ dẫn hắn tới đây thì hắn từng có một giấc mơ kỳ lạ nhất thời linh hồn xuất khiếu tựa như hóa thành bươm bướm khi đó nữ táng sĩ từng nói hắn đã chết và xương cốt đã được chôn ở đây mà khả năng hắn là một con hồ điệp bằng nguyên thần do chấp niệm bất diệt hóa thành đang ngao du trên thế gian bên ngoài căn nhà đá bên trong hang cổ của tiên vực chủ cấm khu xương sọ thủy tinh đều đang quan sát vách đá thô giáp kia và nhìn thấy được đoạn cuối bọn họ vô cùng kinh ngạc hình ảnh dừng hẳn và cuối cùng chỉ dẫn tới một vùng tám khu đó là bên ngoài biên hoang sao có thể được chứ ngay cả cốt trưởng màu vàng cũng phát ra sóng thần thức mang theo nghi vấn nói hoang đã rời đi thế nhưng không có trở về lại căn nhà đá này mà là ở biên hoang vách đá thô giáp chỉ ghi lại vị trí mà thạch hạo đang ở những thứ không thuộc về thời đại kia ở phía sau đã không được ghi chép lại nữa. Đúng là kỳ lạ mà, quá quái lạ mà, trong mắt nhỏ máu phát ra sóng thần niệm. Quả thật rất kỳ quái, có một số việc quá mức yêu tà. Bọn họ đông thời nhìn về giọt máu kia, nó đang bám lên trên bách đá thô giáp đó. Chính xác, hết thảy những chuyện này đều có quan hệ với nó, chủ cấm khu nói. Nhà đá yên tĩnh, hết thảy những ghi chép đều biến mất, hoàn toàn chẳng thấy gì nữa. Cuối cùng giọt máu đó đã bị vách đá hấp thu. Gâu, chó con sủa lớn. Nhưng, bất luận phản ứng ra làm sao, thì căn nhà đá yên tĩnh kia chẳng hề có chút gợn sóng nào, không có xuất hiện bất cứ điểm dị thường nào, thậm chí ngay cả khí hỗn độn từng phun trào cũng đã ít đi và từ từ khô cạn. Biên hoang, thạch hạo bước về trước, một bước là một tan vỡ, pháp lực của hắn kinh thế, đạo hạnh sâu không lường được, cứ thế ấy rời đi. Nhưng, sau khi thoát ly, khỏi khu vực này, thì hắn nhìn thấy được trận pháp mênh mông che kín bầu trời, Ngăn cản sự liên hệ giữa đế quan với dị vực, ngăn cản sinh linh từ bên kia vượt giới sang. Như khu vực bên này cũng bị ảnh hưởng, trận pháp đã ngăn cách bọn họ, ngóng nhìn đế quan thế nhưng khó có thể trở về. Ngày xưa khi trận chiến cuối cùng kết thúc, Thiên Nguyên Dung chuyển vào vô số, đạo tác buông xuống, đại trận pháp đạo vô thượng hạ xuống và vĩnh viễn phong kín con đường bên ngoài biên hoang, khiến cho dị vực không cách nào xâm nhập vào trong. Vốn tưởng rằng chỉ có thể chặn được 500 năm vì đã được gai trì vô tận năm tháng trước, nếu như không có chuyện ngoài ý muốn nào đó, thì dù là cả một kỷ nguyên trôi qua cũng chưa chắc đã có thể phá tan phong ấn của nơi này. Đương nhiên, đó là trạng thái lý tưởng nhất. Từ khi sinh linh hắc ám xâm chiếm thì Thạch Hạo đã cảm nhận được khu vực này quá nửa, khó có thể trở thành phong ấn vĩnh hằng, đám người an lan, xích vương, du đà, vô thương rồi cũng sẽ có một ngày đánh tới đây. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng tối chập chờn, hắn đang quan sát khu vực này để tìm kiếm đường về. Cũng may là, trận pháp vô thượng kia cũng chỉ ngăn cách con đường giữa đế quan và dị vực khu vực này dù cho cũng chịu lấy ảnh hưởng tuy rằng bị che kín thế nhưng cũng không phải là tuyệt lộ từng khổ tu mấy chục vạn năm ở thế giới kia từng nghiên cứu đại trận nên trình độ trận pháp hiện tại của hắn đã đăng phong tạo cực nó càng tăng mạnh hơn cả đạo hạnh của hắn trong mấy chục vạn năm vừa qua thạch hảo đã suy diễn đạo trận pháp tới lĩnh vực vô thượng sau mười mấy ngày thì hắn đình chỉ suy diễn vì đã tìm thấy được một con đường khá là gian nan sau đó hắn dừng lại và dần dần đi ra khỏi tuyệt điện này, cất bước hướng về đế quan. Cũng may là, đây cũng không phải là con đường chính đã bị phong ấn kia, thạch hạo thầm than, nếu không quá nửa hắn sẽ không thể trở về được. Hoang, hắn xuất quan lúc nào thế? Khi đi tới dưới đế quan thì thạch hạo la lớn, muốn mượn con đường này để quá ra nên khiến sinh linh bảo vệ tòa thành vô cùng giật mình. Lần này tốn rất nhiều công sức để kiểm tra, bọn họ dùng tới mấy chục thủ đoạn để nghiệm chúng và vững tin đây chính là thạch hạo thì lúc này mới để hắn vào trong thành hiện tại là thời đại nào sau khi trở lại thì thạch hạo hỏi thăm về vấn đề này trước tiên cường giả trong thành trở nên ngẩn ngơ hoang bị làm sao thế này sau khi biết được năm tháng chưa hề đổi thay không có quả lỡ đời này thì thạch hạo thở dài một hơi hoàn toàn yên tâm những người khác chờ sinh ra ảo giác hoang không giận mà uy còn kinh khủng hơn cả sinh linh bất hủ năm xưa nữa trên người hắn đã xảy ra chuyện gì một lát sau thì thạch hạo biến mất khỏi nơi này chân chính trở lại cửu thiên thập địa sư phụ xích long hét lớn một tiếng là người đầu tiên phát hiện ra hắn thạch hạo trở lại thiên đình nên đã gợi ra một trận đại loạn sư phụ sao lại thay đổi vậy những người này đều cảm nhận được bên trong con mắt của thạch hạo mang theo tang thương cùng với ủ rủ rõ ràng là sự bổ sửa của năm tháng hắn đã trải qua những gì lẽ nào đã gặp phải sự ngăn trở ở tiên vực huynh không sao chứ vân hy lo lắng mấy chục ngày này nàng vẫn không ngừng dõi mắt lo lắng sợ hắn không thể bình yên quay trở về đội tâm luôn chìm trong giày vò huynh rất khỏe thạch hạo bế quan hắn cần yên tĩnh lại chút bởi vì hắn đã trải qua mấy chục vạn năm là thật hay không hiện giờ hồi tưởng lại nơi kia quá chân thực chứ chẳng phải là hư ảo gì hơn nữa thực lực của hắn tăng trưởng rất rõ ràng không thể nào là già được tiếp đó nguyên thần của thạch hạo phát sáng một thanh trường đao sáng bóng như tuyết từ trong cơ thể lao ra chém về phía mình hắn muốn chém đi tạp niệm của mình là những việc vụn vặt trong mấy chục vạn năm kia hắn muốn duy trì nội tâm trong veo long lanh kỳ ảo nếu không ký ức mấy chục vạn năm kia quá tang thương cuối cùng nguyên thần của thạch hạo tựa như thủy tinh giống như trước kia khi người tu đạo tới một độ tuổi khá lớn thì vẫn có thể duy trì nội tâm của một đứa nhỏ đó chính là tự gột rửa chính mình không thể nào tránh khỏi được thạch hạo khôi phục lại lần nữa phấn chấn vui tươi trải qua mấy chục vạn năm, hắn lưu lại chính là những cảm ngộ của tu đạo, còn những việc vụn vặt không quan trọng khác thì hắn đều chém sạch. Tâm như thủy tinh, sức sống của hắn vẫn giàu có như trước tựa như là một thiếu niên thanh tú trưởng 20 tuổi, xem ra chẳng có chút biến hóa gì cả. Thiên giác nghĩ đã tới, Tào Vũ Sinh cũng có mặt, Mục Thanh, Thạch Trung, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch khi nghe Thạch Hạo trở về đều nhanh chóng tới chơi. Thạch Hạo dẫn bọn họ trở về Thạch Thôn ở hạ giới những người khác thấy hắn bình yên trở lại nên rất cao hứng cảm thấy đáng để chúc mừng chứ không một ai có thể hiểu rõ được tâm tình hiện tại của hắn từ biệt là cả mấy chục vạn năm có thể gặp lại vẫn thuộc đời này cảm giác này thật là tốt đặc biệt khi nhìn thấy lão tộc trường ba mẹ nhìn thấy đám bạn thuở nhỏ đại tráng nhị mãnh bi hầu giờ đã bạc tóc con người của thạch hạo có chút cay cay nhưng hắn che giấu đi loại tâm tình này vẫn có thể gặp lại là may mắn lắm rồi mười năm sau đám người chủ cấm khu trở về bọn họ chờ thạch hạo ở trong hang cổ kia tròn 10 năm sau đó vững tin nơi này yên tĩnh và thạch hạo sẽ không nhận ra thì bọn họ mới cất bước trở về ồ ngươi về sớm thế hả chó con kinh hãi nó cũng trở lại giới này ngày hôm đó thạch hạo cùng chủ cấm khu mật đàm với nhau giảng giải những chuyện khi hán tiến vào trò chuyện rất là lâu thời gian lưu truyền trăm năm thời gian lại trôi qua thạch hạo đứng dậy trăm năm này hắn vẫn luôn bế quan cũng không phải ngồi bất động mà là cảm ngộ vùng thế giới này hắn đang so sánh và nhận định vị trí của thế giới này có chút khác biệt với thế giới đã từng kia sao ta lại cảm thấy đã không cách nào suy đoán được ngươi nữa nếu như so với chân tiên giáng lâm năm xưa thì có quá nhiều điểm bất cập thiên giác nghĩ nói lúc sinh linh hắc ám xâm lấn thì hắn không chỉ thấy mỗi một vị chân tiên đạo hạnh của ta có tinh tiến và tìm ra được một con đường thạch hạo gật đầu khi nào thì chúng ta mới có thể đi tìm phần sau của bất diệt kinh thiên giác nghĩ nhắc tới vấn đề này bất diệt kinh vốn là truyền thừa của dòng dõi thiên giác nghĩ thế nhưng thứ này lại thiếu sót sau đó thiên giác nghĩ cùng với thạch hạo đi tới bắc hải của vô lượng thiên để tìm phần bị thiếu của bất diệt kinh đáng tiếc vẫn là bản không hoàn chỉnh thứ này đã bị chia tách phần chữ viết cuối cùng đang ở trong một cấm khu nào đó hơn ngàn năm này thì thiên giác nghĩ đã tìm hiểu và biết được là cấm khu nào hiện giờ chúng ta đi tới chỗ cấm khu đó thôi thạch hạo lên tiếng đi cấm khu thật à Thiên giác nghĩ nuốt nước miếng đầy gian nan, nó khá là giật mình, chỉ thuận miệng nói mà đã đồng ý rồi. Với đạo hạnh hiện tại của Thạch Hạo thì có thể đi. Ư, trong suy nghĩ của Thiên giác nghĩ như vậy quá mức nguy hiểm. Đi thử một lần xem sao. Nếu như bọn họ đã để chúng ta quan sát được bên trên vách đá kia, thì khả năng cũng muốn như thế. Còn từ chối thì thôi vậy. Thạch Hạo lên tiếng. Thiên giác nghĩ giật mình nhìn hắn, cảm thấy Thạch Hạo khác xưa rất nhiều, ung dung bình tĩnh. Khi nhắc tới cấm khu thì rất bình thản được thiên giác nghĩ gan vẫn luôn to bằng trời nên tất nhiên sẽ không sợ hãi quyết định đi với hắn một lần bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set ecab phim viết liền không giấu nhé đại sích thiên vẫn tiên lĩnh đây là một chỗ cấm khu sinh mệnh nghe nói dù là chân tiên sông và cũng phải chết cho nên dậy núi khổng lồ này mới có tên là vẫn tiên vẫn tiên lĩnh cao chọc trời xanh mờ mịt chẳng chút bóng cây quạnh hiu u tĩnh chính là chủ đề vĩnh hằng của nó nó rất mênh mông vài dãy núi chẳng chịt tạo thành một trong những cấm khu lớn vô cùng khủng khiếp không ai dám xông vào ai tới đây đều cũng sẽ dừng lại nếu không có vào chứ không có ra năm tháng dài đằng đẵng tới nay cũng đã không biết có bao nhiêu sinh linh chết trước dãy núi này có thể thấy được bên dưới một dãy núi có không ít xương khô thạch hạo cùng thiên giác nghĩ đã tới nơi và đứng ở giữa trời cao thần sắc nghiêm túc quan sát vẫn tiên lĩnh này ở giữa vài dãy núi có khí bất hủ ngập tràn có tiên vụ bao phủ bên trong mấy vùng đất xanh um tùm là sinh cơ lan tỏa mơ hồ có thể ngửi được hương thơm tiên dược lao ra đó chính là nơi tọa lác của sinh linh cấm khu thiên giác nghĩ cầu kiến muốn gặp tiền bối trong vẫn tiên lĩnh thiên giác nghĩ lên tiếng đầy khách sáo lời nói nhẹ nhàng sợ sẽ quấy nhiễu cơn trầm miên của một ít tồn tại bên trong nó tin chắc ở thời đại hiện tại chắc chắn có người của tộc này thức tỉnh rồi thời đại mạt pháp lần tính sổ lớn sắp tới bộ tộc nào mà không cảnh giác chứ quả nhiên chỉ vừa mới lên tiếng thì bên trong vẫn tiên lĩnh hùng vĩ kia trượt có sinh linh mang theo khí tức hết sức khủng khiếp xuất hiện khói xám bồng bềnh sinh linh kia đi lên trời cao và đứng từ rất xa quét mắt nhìn thạch hạo cùng thiên giác nghĩ hắn có hình người ánh mắt lạnh lùng không hề chút tình cảm gì hắn không nói lời nào cả cứ thế nhìn chằm chằm hai người sau đó có hai sinh linh trẻ tuổi xuất hiện hẳn là tu sĩ của đương đại chứ không phải là những ông lão trầm miên từ thời cổ đại bọn họ đứng ở hai bên trái phải của sinh linh khủng khiếp kia người là ai một trong hai người trẻ tuổi này lạnh lùng nhìn về phía thạch hạo hỏi hoàng xin chào đạo hữu thạch hạo đáp là ngươi à tại sao lại tới đây người còn lại hét lớn thiên giác nghĩ nhíu mày ngay cả nó cũng cảm nhận được địch ý của người trẻ tuổi kia nó biết kết quả của chuyến đi này quá nửa không tốt rồi thậm chí sẽ chọc tới phiền phức nữa. Quả nhiên, cấm khu rất kinh khủng, không dễ dàng tiếp cận gì. Tới vì bất diệt kinh, Thạch Hạo nhẹ nhàng không mang theo khói lửa nói ra sự thật. Người còn dám tới nơi này nữa à? Vọng tượng. Hai người trẻ tuổi kia thể hiện thù địch rất đậm, ánh mắt lạnh lẽo ẩn hiện sát cơ. Thiên giác nghĩ ngờ vừa không thôi, bọn họ chưa từng tới vùng cấm khu này, vậy vì sao hai người kia lại thế? Theo như ta nhớ, ta chưa hề đắc tội qua các người. Thạch Hạo nói hơn một ngàn năm trước nơi này từng có một vị chân tiên đi ra tìm ngươi kết quả đã một đi không trở về sinh linh trẻ tuổi lạnh giọng nói tên cường giả kinh khủng đứng ở giữa kia lúc này cũng phát ra sóng pháp lực sương mù xám nồng đậm khoách tán ra phía ngoài từng làn uy thế tiên đạo không ngừng tiết ra hai mắt thạch hạo bán ra hai tia chớp lạnh lẽo ngày xưa tàn tiên của tiên điện từng mời hai vị chân tiên một trong số đó là nhân mã của tiên vực vào một sinh linh khác thì xuất phát từ cấm khu sinh mệnh tới truy sát thạch hạo kết quả hai tên chân tiên kia đều bị mạnh thiên chính đã bị hắc ám ăn màn gắng gượng kéo vào trong bóng đêm ánh mắt của thạch hạo mang theo ý lạnh cấm khu này năm xưa từng ra tay với hắn hắn lúc đó cũng chỉ vừa mới thành đạo không lâu thì làm sao đối kháng được với chân tiên chứ chúng ta đi thôi thạch hạo lên tiếng sau khi hiểu rõ nguyên nhân thì hắn biết đối phương sẽ không bao giờ để hắn xem bộ tàn kinh kia đâu đứng lại không được đi một sinh linh trẻ tuổi quát lớn lão tổ kính xin hãy ra tay chân tiên của bộ tộc ta lẽ nào lại chết đi đầy uất ức như vậy chứ tên còn lại nói hiển nhiên vị cường giả đứng ở giữa này là một nhân vật tiên đạo thực lực khủng khiếp cực điểm hiện giờ thức tỉnh là để đề phòng thời đại mạt pháp này lần tính sổ lớn sắp tới nên cấm khu sinh mệnh cũng đều đang sầu lo tiểu hữu xin hãy dừng bước sinh linh khủng khiếp nãy giờ không nói lời nào trượt lên tiếng từ vẻ bên ngoài thì đây là một người trung niên với mái tóc xám tung bay pháp lực lưu truyền khói xám dâng trào cả người thần bí và mạnh mẽ có gì chỉ giáo thạch hạo dừng chân xoay người lại nghe tiếng tiểu hữu có thiên tư trời ban đã lâu hôm nay muốn kiến thức phong thái của tiểu hữu đôi chút chỉ một chiêu thôi người trung niêm tó xám nói thiên giác nghĩ có chút hối hận nó cảm thấy mình quá liều lĩnh không nên tới nơi đây thì hơn nhưng lại nằm ngoài dự liệu của nó thạch hạo cũng không hề sâu lo gì cả mà bình tĩnh đáp được ầm um. một lát sau người đàn ông trung niên xuất thủ một ngón tay trong suốt như ngọc thạch thế nhưng lại to lớn vô biên tựa như là một cây cột chống trời mang theo khí tức tiên đạo ép thẳng xuống thạch hạo ngón tay chân tiên Vì thế như vậy nếu như muốn thảo phạt trí tôn thì đã đủ kết liễu tính mạng rồi khiến tất cả mọi người không ngờ tới là thạch hạo không hề né tránh gì cả đồng thời cũng không hề lấy ra kiếm thai đại la mà đồng dạng chỉ ra một điểm ánh sáng lấp lóe ầm hư không run rẩy hai ngón tay đối kích với nhau gợn sóng đại đạo phá diệt khiến người người kinh hãi. Cuối cùng, thứ được gọi là đạo tắc kia chợt tán loạn ở giữa hai ngón tay, chứ không hề lan tới những nơi khác. Người đàn ông trung niên tóc xám ngây người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Hạo với vẻ khó mà tin được, hắn là chân tiên, chẳng lẽ lại không thể áp chế được một tu sĩ đang ở lĩnh vực nhân đạo ư? Thạch Hạo rất bình thản đứng nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích gì, nói, "Cào từ." Thiên Giác nghĩ khiếp sợ, nó nhìn thấy được gì? Thạch Hạo đối đầu với chân tiên, chứ không phải là tàn tiên là một sinh linh mạnh mẽ và đáng sợ cực kỳ. Thạch Hạo dẫn thiên giác nghĩ rời đi xa, cứ thế biến mất khỏi nơi đó. "Lão tổ, tại sao không giữ hắn lại ạ? À? Người trẻ tuổi không hiểu." Người đàn ông trung niên tóc xám vẫn đang ngẩn ngơ khó mà tiếp nhận được, sau đó nói, "Sẽ loạn rồi." "Gì ạ? À? Hai người trẻ tuổi đều sợ hãi." Hoang quá ghê gớm, khiến người khác khó mà tiếp nhận được, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng bình tĩnh chặn đứng một ngón tay của Chân Tiên, người trung niên tóc xám nói, nếu như hắn kinh diễm như vậy thì mời tộc chủ giết cho hắn hình thần đều diệt luôn còn không tin hắn vẫn có thể sống sát vậy thì lại xuất thủ thôi hai sinh linh trẻ tuổi lần lượt lên tiếng người trung niên tóc xám lắc đầu nói tộc chủ đã suy diễn qua người này quá khác biệt bộ tộc ta không nên có quan hệ quá sâu với hắn hôm nay ta ra tay đã là phạm vào kiên kỵ rồi dựa vào hắn nếu như tộc chủ ra tay thì chắc chắn chết không có chỗ chôn một người trẻ tuổi không phục nói giết không chết hậu hoạn rất khó lượng người đàn ông trung niên than nhẹ nói nhỏ bên cạnh hoang còn có vài lão quái vật nữa tuy rằng không còn ngang tàn như ngày xưa thế nhưng vẫn đủ khả năng giúp hắn đảo mạng ngoài ra trên người của người trẻ tuổi nhân tộc có vài thứ cũng khiến người khác phải kiêng kỵ ý tứ của hắn rất rõ ràng muốn giết chết hoang chưa chắc đã thành công thạch hạo trở lại trong cung điện lớn của thiên đình rồi lặng lặng ngồi xếp bằng và suy nghĩ trong thời gian rất lâu ngay trong ngày hôm đó một con gà trống lớn lưu chuyển hào quang năm màu mang theo một ông lão một chân từ trên trời giáng xuống đây là một người quen cũ chính là sứ giả tới từ một cấm khu sinh mệnh khác lúc đại chiến biên hoang thì hắn từng tới đế quan và yêu cầu tất cả tin tức liên quan tới dương gỗ mục thật không ngờ rằng người của ngày hôm nay lại có thực lực cỡ này ông lão một chân tới gặp thạch hạo thì lộ vẻ cổ quái cảm thấy rất giật mình thạch hạo khách sáo mời hắn ngồi vào chỗ đồng thời nở nụ cười nhã nhặn chứ không nói gì thêm đại loạn sắp nổi lên rồi, người phải cẩn thận đó, ông lão một chân nói. Sau đó, hắn nhắc tới chuyện xưa, nói, công chúa của bộ tộc ta sẽ tuyển chọn đạo lữ, nếu như người hứng thú, thì tới cấm khu chúng ta chơi chứ. Thạch hạo lắc đầu, nói, cảm ơn đã coi trọng, ta đã có đạo lữ rồi. Người càng từ chối thì công chúa của bộ tộc ta phòng trừng càng không cam lòng, càng không thoải mái, ông lão một chân thở dài. Thạch hạo bình tĩnh ngồi xếp bằng, vô hình trung trượt có một luồng khí thế khó hiểu khiến ông lão một chân thầm kinh hãi hôm nay ta tới đây còn có một tin tức muốn báo cho ngươi biết ngày xưa trước khi nhân mã tiên vực rút đi thì từng lưu lại đại dược quý giá cho tàn tiên của tiên điện ngàn năm này khả năng hắn đã phục hồi lại rồi ông lão một chân nói khôi phục thì đã sao chứ thạch hạo trấn tính chẳng có gì phải lo sợ cả ta nghe nói có người của vẫn tiên lĩnh tới thông báo cho hắn biết thành ra ngươi phải cẩn thận đó quá nửa hắn sẽ rời núi đây dám tới thì ta sẽ giết chết ngay thạch hạo lạnh lùng nói không biết vì sao ông lão một chân lại cảm thấy khiếp vía người trẻ tuổi này khiến hắn nhìn không thấu khí thế này hoàn toàn không thua kém trường sinh giả trong tộc bọn họ hắn biết quá nửa thế gian này sẽ xảy ra đại sự rồi hoặc là đủ để ghi vào trong sách sử ông lão một chân rời đi việc này hiển nhiên là cấm khu đang lấy lòng dành sự nhắc nhở đầy thiện ý cho thạch hạo có một vị chân tiên khả năng sẽ ra tay với hắn năm tháng xa xôi thạch hạo tọa trấn thiên đình chớp mắt đã là mấy trăm năm thế nhưng không có chuyện gì xảy ra ca cái gọi là tản tiên đã khôi phục cũng chưa hề chạy tới đây hiện giờ thạch hạo đã một nghìn tám trăm tuổi thế nhưng trên gương mặt hắn chẳng hề có chút vết tích năm tháng nào vẫn trẻ tuổi ánh mắt vẫn trong suốt như trước tu vi của hắn càng ngày càng sâu bất khả chắc ngoại trừ chủ cấm khu ra thì không một ai biết năm tháng mà hắn đã trải qua kỳ thực đã dài rằng dặc xa xưa tới dọa người nếu như đó không phải là một giấc mơ thì hắn đã sống 8 đời, trải qua mấy chục vạn năm, và lại đời thứ 8 đã sống tới hơn 9 vạn năm. Đây là số lượng năm tháng xa xưa và đáng sợ tới mức nào. Người ngoài không hề hay biết, đám người mục thanh xích long cũng chẳng hay, thạch hạo không hề kể những gì đã trải qua này miễn cho đạo tâm của bọn họ bất ổn. Thạch hạo có thể cảm giác được, năm tháng khó có thể lưu lại vết tích trên người hắn, đời thứ 8 kia tựa như đã đạt được sức mạnh thần bí nào đó. Trong cung điện to lớn, hai tay thạch hạo kết ấn và rút lấy vô lượng tinh khí trong tinh không bên cạnh thân thể hắn là khí lành cuồn cuộn tiên vụ dâng trào tinh túy thiên địa nồng đậm hóa thành chất lòng tới thạch hạo hét lớn một tiếng hai tay phát sáng rút lấy tinh hoa bản nguyên thiên địa vù toàn bộ cung điện to lớn phát ra thần quang ngút trời càn khôn đang dung chuyển kịch liệt cảnh tượng nơi này vô cùng dị thường hết thảy cây cỏ đều điên cuồng sinh trường cây khô gặp mùa xuân tới hạt giống đâm trổi này lộc dù là ở phương xa bên trên ngọn núi tuyết cao vút trong tầng mây, cũng có những cây cỏ bò ra khỏi băng tuyết và đâm hoa kết quả, thì hiện ra khí thế sinh mệnh phồn thịnh nhất. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người trong thiên đình đều được tinh khí bao phủ, không cần tu hành thì pháp tắc cùng linh túy ấy đều nhấn chìm và hấp thu. Đây là... Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía thạch hạo, đang đứng giữa trời cao kia, hắn đang tiếp dẫn và buông rũ tinh hoa bản nguyên. Thần dịch dạng người xuất hiện xung quanh hắn, khí tức của vật chất bất hủ lưu truyền đây là thần nguyên dịch chu lâm kinh ngạc thốt lên bọn họ nhận biết thứ này thạch hạo đã từng mang ra một ít nguyên thạch từ tiên vực và có thể giúp người khác tu hành đáng tiếc là không quá nhiều bởi vì hắn từng gặp phải một đòn của nga thịnh tiên vương lúc đó lượng lớn đồ vật trên người đều bị nổ tung hóa thành tinh khí và tiêu tán chỉ có không ít cho cạn lưu lại mà thôi hiện giờ thạch hạo đang tự mình rèn luyện ra thứ này tự chính mình hóa ra ngày xưa không phải là không có người làm ra chuyện này Thế nhưng các gia tộc trường sinh đều phải xuất mọi thủ đoạn và cần gia nhập thêm một ít thần dược thì mới rèn luyện nên được một chút vật chất bất tử, mượn nhờ để tinh hoa thiên địa hóa thành dịch và cả hai kết hợp lại với nhau thì mới có thể tạo thành. Thế nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác, Thạch Hạo đang trực tiếp rút lấy bản nguyên thiên địa. Bên trong chất lỏng này mang theo một ít vật chất bất tử. Làm người khác giật mình nhất chính là loại thần nguyên dịch này lại có thể phong ấn người khác. Sau khi bao vây ở bên trong thì sinh linh sẽ trầm miên, năm tháng không cách nào ăn mòn được thân cùng thần của họ chuyện này là tạo hóa đó nha đây là vật chất sinh mệnh có thể phong ấn lại người sắp chết đám người mục thanh thạch trung hét lớn đầy kích động bọn họ tiến lên thử nghiệm khi bị phong ấn trong thần nguyên dịch thì sinh cơ vẫn còn tồn tại chứ không có bị ăn mòn năm tháng tựa như đã quên đi bọn họ thần nguyên dịch thu giữ không tốt thì sẽ nhanh chóng cứng lại chỉ có như thạch hạo bất cứ lúc nào cũng có thể rèn luyện nên rút ra bản nguyên thiên địa và tạo ra được loại vật chất này những người khác trong thiên đình không cách nào làm được thần nguyên đông cứng thế nhưng là thứ tốt để tu hành không chứa một tia tạp chất nào cả tinh khí bản nguyên cuộn trào có thể được hấp thu vào trong thể nội đám người mục thanh xích long đều biết vì sao thạch hạo phải rèn luyện ra thứ này đây vốn là cử động đi ngược lại trời xanh dù sao thì cũng đang rút lấy bản nguyên của thiên địa nên rất dễ gặp đại nạn thế nhưng thạch hạo vẫn làm hắn phải mản loại thần nguyên dịch này về thạch thôn ngay cả hắn cũng đã 1.800 tuổi rồi, có thể tưởng tượng ra được thạch thôn đã sinh ra bao nhiêu đời người rồi. Một lát sau thì thạch hạo đứng trước cửa thôn và kinh ngạc mà nhìn. Nó biến hóa cũng chẳng lớn gì, sau mấy lần tu bổ thêm thì không còn biến động nữa, sau đó những nhân khẩu mới được sinh ra và đều ở bên trong những thành trấn vừa được xây dựng. Nơi này vẫn có dáng dấp như trước kia. 1.800 năm qua đi, thạch thôn vẫn thế, nhưng người năm xưa đâu rồi? Sóng mũi thạch hạo cay cay, mạnh mẽ như hắn, đã trải qua sự gột rửa của năm tháng dài đang đăng thế, nhưng trước sau trong lòng vẫn có một phần rất mềm mại, đó chính là nơi dành cho thạch thôn. Không cần nói về một đời người của lão tộc trưởng, mà rất nhiều đời người sau này đã qua đời và được chôn cất bên dưới đất vàng từ rất lâu trước rồi. Đám người đại tráng, nhị mãnh, bì hầu vẫn còn thế nhưng đã giả nua lọm khọm, tu vi của bọn họ không phải quá mạnh và có thể sống tới hiện tại cũng vì năm đó thạch hạo đã lấy máu của chính mình để gột rửa thân thể bọn họ cha mẹ của bọn họ đều sớm đã hóa thành đất vàng rồi. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, bọn họ từng là đầu lĩnh trong thôn, khi Thạch Hạo còn nhỏ thì chính hai người này đã dẫn người trong thôn đi săn bắn để cung cấp hết thẻ thức ăn. Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết cả rồi. Còn có những vị đại thầm đầy nhiệt tình cũng đã không còn nữa. Thạch Hạo muốn khóc, dù cho đã trải qua quá nhiều chuyện, Tu Vi đã công tham tạo hóa thế nhưng, trong lòng vẫn cay cay, những người đã từng kia sẽ không còn được gặp lại nữa. Lần này, sau khi hắn trở lại đã mang theo thần nguyên dịch để niêm phong lại một ít người không còn nhiều sinh mệnh tạm gác lại tương lai và chờ một ngày nào đó hắn có thể điên đảo năm tháng của bọn họ và lại nối tiếp thêm một đời nữa tộc trưởng ra ra người hãy yên giấc nhé thạch hạo khẽ nói thạch vân phong gần hai ngàn tuổi với tuổi tác của hắn thì sớm nên trở về cát bụi rồi thế nhưng ngày xưa thạch hạo đã dùng đại dược tiên huyết cưỡng ép tiến vào trong thân thể của hắn nhưng dù là vậy năm tháng vẫn đúng là vô tình Mấy trăm năm gần đây, hắn đã nằm trong trạng thái nửa trầm miên. Thân thể phàm tục của một ông lão thì có tuổi thọ bao nhiêu chứ? Nếu như lão tộc trưởng tỉnh táo thì nhất định sẽ không cho Thạch Hạo dùng thần nguyên dịch niêm phong mình lại, bởi vì hắn từng nói, đời này đã rất mãn nguyện, có thể đi gặp những người bạn của mình rồi. Tiểu Hạo, ngươi muốn phong ấn chúng ta à? Hay là cứ để chúng ta chết một cách bình thường đi, những phồn hoa trên cuộc đời này chúng ta đều đã cảm nhận và trải qua hết cả, còn có gì mà không cam lòng chứ? trải qua thì cũng đã trải qua rồi người đều sẽ phải chết sau này cũng sẽ về với đất vàng là kết quả bình thường tốt nhất rồi đại tráng nói bọn họ đều đã già dù cho đứng cũng đã không vững nữa rồi trong mắt vẫn đục tóc bạc lưa thưa lưng đã còng hắn nhị mãnh bì hầu hổ tử là một đời người có điều kiện tu hành không được tốt cho lắm thành ra tu vi của bản thân không quá cao kém ra những hậu đại của thạch thôn sau này tới hiện giờ dù cho đã được thạch hạo cải tạo lại huyết thống và thân thể thì năm sau cũng vẫn giả hơn năm trước tiểu hạo vẫn nên để chúng ta qua đời một cách tự nhiên đi làm như vậy là nghịch thiên đó chúng ta sợ người sẽ gặp phải kiếp nạn nhân quả nữa nhị mãnh tiến lên vỗ vỗ bảo vai của hắn còn mình thì không ngừng ho khụ khụ còn ai có thể gọi thạch hạo là tiểu hạo chứ không có bao nhiêu người cả sóng mũi thạch hạo cay cay nhiệt lệ thiếu chút nữa đã lan dài thạch thôn vẫn như trước kia thế nhưng người đã không còn nữa những thúc bá thẩm khi còn nhỏ từng chơi đùa nay đã không còn thấy được nữa và lúc đó người trong thôn vô cùng cưng chiều hắn khi đó hắn không có ba không có mẹ là những người trong thôn cùng với lão tộc trường đã nuôi nắng hắn nhưng những thúc bá quê mùa những đại thẩm thân thiết và dũng mãnh hiện giờ đã không còn thạch hạo muốn khóc lớn năm tháng đã mang đi những người quen thuộc của hắn khi hắn luyện ra đại dược tiên huyết thì từng muốn giữ bọn họ lại thế nhưng họ lại từ chối cả đều rất lạc quan mang theo nụ cười rời đi không muốn tiêu tốn những đại dược này mà muốn để cho hắn dùng sau này. Tiểu hạo, chớ có khổ sở, mọi người đều phải chết, đây là chuyện không thể thay đổi được. Hổ từ ôm lấy bả vai của thạch hạo mà thở dốc cũng có chút thương cảm, hắn nhìn vào trong thôn rồi lại nhìn ra đại hoang, nói, chúng ta cũng không nỡ bỏ người lại một mình đâu, thế nhưng, cũng nên đi thôi, những năm này chúng ta đã quá già yếu rồi, bất chợt lại nhớ tới những chuyện khi còn bé, nhớ tới chuyện cùng nhau đi moi tổ chim của thanh lân ưng, nhớ tới rất nhiều người thạch hạo cay cay cặp mắt hắn muốn khóc lớn không thể nhịn được nữa hắn ôn lấy bả vai của những người này nói các ngươi đều là huynh đệ của ta đã lớn lên cùng nhau ta sẽ không đứng nhìn các người chết già trong năm tháng đâu xin hãy cho ta ích kỷ một lần được không theo ta thêm một khoảng thời gian nữa tiếp tục đi với ta một thêm đoạn đường nữa bọn họ cũng ôm chặt lấy hắn đều đang nghẹn ngào cả đừng vậy mà thạch thôn những người thân thương cũng không thể gặp lại nữa sau cùng Thạch Hạo vẫn chọn lựa giống như lão tộc trường, phong ấn bọn họ lại hơn nữa, còn dùng thần nguyên dịch mà mình mang tới bao bọc lấy lão tộc trường, đại trướng, nhị mãnh vào bên trong. Thạch thôn vẫn như trước thế nhưng người đã không ở. Ngày đó, có mấy người nghe được tiếng khóc lớn sâu bên trong đại hoang, là âm thanh bi ai ẩn chứa nỗi đau đớn tột cùng. Thạch Hạo biết, những việc này không cách nào phòng ngừa được, thế nhưng hắn vẫn không thể nào buông bỏ được. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng đã già, hai người ngập tràn về thương cảm, những người đầy nhiệt tình trong thôn đã không còn, đó là sự kết thúc của một đời người. Hiện giờ Thạch thôn có không ít hậu nhân, thế nhưng những người này đều mang vẻ tôn kính với họ chứ hoàn toàn khác với những người đời đầu. Lên thượng giới với con, Thạch Hạo đề xuất ba mẹ rời đi để hai người không còn sầu não, khi thấy những cảnh quen thuộc nữa. Hiện giờ, Đại Hồng Điểu, bộ tộc Thanh Lân Ưng, thậm chí là Thiên Mã Tiểu Bạch đều sớm đã lên thượng giới, còn đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Hoàng Điệp thì không cần phải nói nữa muội cũng phải già mà thôi tuổi tác sung mãn nhất đã không còn nữa vân hy khẽ nói muội sẽ không già thạch hạo nhìn cô gái luôn đồng hành một đường với hắn dù là hắn cũng không nghĩ tới đời này chính cô gái này đã cùng đi trên con đường với hắn lúc thân thể hắn bị phế thì đã cùng xuống hạ giới cả ngàn năm vẫn tận hiếu giúp hắn bởi vì hắn tu hành ngộ đạo một lần bế quan chính là rất nhiều năm tuổi thanh xuân đẹp nhất của một cô gái độ xuân thì mơn mỡn nhất muội đã mất nó rồi thật sự muốn rời xa rồi cặp mắt vân hy đỏ ngầu rồi khóc ròng nàng biết sớm muốn gì rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ rời đi chết trong năm tháng mà thạch hạo sẽ không già nua nàng sẽ héo úa sẽ bạc trắng mái tóc trước hắn rất rất nhiều năm đặc biệt là ngày hôm nay khi nàng nhìn thấy thạch hạo tiễn đưa đám người đại tráng nhị mãnh thì nàng càng thương cảm hơn muội muốn sinh một đứa con vào một ngày nào đó muội không còn nhan sắc nữa tóc bạc như xương thì nó sẽ không ghét bỏ muội nó sẽ bầu bạn với muội Vân Hy nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt ẩn chứa lệ nóng nói. Nàng thật sự rất sợ, nhìn thấy sự vô tình của năm tháng khiến nàng không nỡ từ bỏ, không muốn rời xa Thạch Hạo, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn sẽ già nua. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, vẻ đẹp của nàng sẽ biến mất và thay vào đó, chính là tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nhúm, mà vào lúc đó Thạch Hạo vẫn đang sửng sững ở đỉnh cao nhất nhân đạo. Nàng rất sợ, là bởi vì nàng không muốn mất đi hắn, những năm này nàng toàn tâm toàn ý, không oán hận không hối hận bất luận muội có biến thành bộ dáng gì thì huynh cũng sẽ không rời bỏ đâu chớ có nghĩ nhiều đừng nên thương cảm nữa thạch hạo ôm lấy nàng từng ấy năm tới nay ở cùng thì ít mà chia cách thì nhiều bởi vì hơn nửa thời gian hắn đều đang tu luyện mặc dù là đạo lữ thế nhưng thời gian sinh hoạt cùng nhau thật sự không quá nhiều trong tháng năm sau này thì thạch hạo chú trọng hơn về việc tụ họp người thân hắn cũng rất sợ cũng rất lo lắng sợ bọn họ đột ngột rời đi nhưng mà hai trăm năm qua đi vân hy vẫn chưa hề có tin vui thế nhưng nàng cũng đã thoải mái đi không ít hoặc là có một số suy nghĩ đã thông suốt xem như là mây tụ mây tan hoa nở hoa tàn lòng nàng yên bình đi không ít đời này đã không còn hối hận gì nữa nhưng mà khi tới hai ngàn năm trăm tuổi thì vào một ngày sáng sớm nàng nhẹ nhàng than thở khi nhìn về trong gương nàng thấy được một sợi tóc bạc đầy trói mát trong mái tóc của mình nàng biết độ xuân thì tuyệt vời nhất thật sự đã qua đi nàng sắp sửa dài yếu rồi trong lòng thạch hạo sinh ra ý nghĩ nên bước tới vuốt ve mái tóc dài của nàng Rồi ngón tay phát sáng và sợi tóc bạc kia bắt đầu óng ánh lần nữa trở nên rực rỡ long lanh muội già rồi vân hy nhẹ giọng nói sẽ không đau hiện giờ vẫn có mắt có mũi mà ta sẽ nhanh chóng tìm ra gốc thần hoa kia để giữ mãi tuổi thanh xuân cho muội ta sẽ hái cho muội mà thực ra thạch hạo cũng rất buồn phiền đã nhiều năm như vậy mà vân hy vẫn chưa mang thai đứa con mà nàng mong muốn vẫn chưa xuất hiện trên đời thạch hạo từng tỉ mỉ xem xét hai người cũng không có bệnh tật gì không có vấn đề gì cả khả năng duy nhất chính là hiện giờ tu vi của hắn quá cao nên muốn có dòng dõi sẽ rất khó khăn bởi vì đây chính là vấn đề khiến tu sĩ vô cùng đau đầu trong năm tháng dài đằng rằng của tiên vương thì có thể có bao nhiêu dòng dõi huyết thống cùng hậu duệ trên thế gian này đa số đều được lưu lại khi chưa thành tiên tu vi hiện giờ của thạch hạo đã ở cấp độ cực cao mạnh hơn trí tôn không biết bao nhiêu lần hiện giờ hắn cũng không biết sức chiến đấu của mình tới cùng là bao nhiêu thế nhưng như trước hắn vẫn đang ở trong hồn chồng vẫn chưa gợi ra dị tượng thành tiên gì cả hoặc là chính vì hắn quá mạnh mẽ nên muốn có dòng dõi thì sẽ rất khó khăn ngày hôm đó thạch hạo rời đi tự mình tiến vào trong một di tích rất nguy hiểm dù cho là trí tôn của niên đại ngày xưa tiến vào cũng sẽ có khả năng bỏ mạng nhưng thạch hạo tựa như dẫm trên đất bằng sau khi tìm được vị trí chính xác thì hắn đi vào tựa như trốn không người hết thảy hiểm trở đều không thể ngăn cản được bước chân của hắn không chỉ bởi vì hiện giờ hắn là tông sư trận pháp vô thượng mà cũng bởi vì đạo hạnh của hắn cao thâm tới đáng sợ sau đó không lâu thì thạch hạo mang về một đó hoa tựa như ánh bình minh với sinh cơ tràn trề đưa cho vân hy cho muội nè nó có tên là ánh bình minh có thể bảo vệ thanh xuân của muội được mãi mãi bất luận tuổi tác của muội có lớn bao nhiêu thì cũng sẽ không già vẫn lưu giữ nét đẹp dạng người nhất. Thạch Hạo đưa cho nàng và cũng tự tay giúp nàng luyện chế loại dược này. Vân Hy mang theo nụ cười kèm lệ nóng, còn có gì phải tiếc nuối nữa đây. Mặc dù biết đây cũng chỉ là giữ lại dung mạo, nhưng lại không thể thay đổi được sự già đi của nàng, bản chất rồi cũng sẽ qua đời mà thôi. Nhưng, khiến nàng thích thú nhất chính là, nét đẹp mãi mãi kia sẽ dành tặng cho Thạch Hạo, dù cho sớm muộn gì cũng chết, thì cũng không còn lo sợ nữa. Nàng sợ Thạch Hạo sẽ nhìn thấy được dáng vẻ già yếu của mình muội rất vui nàng nở nụ cười dạng ngời nửa năm sau một niềm vui tột cùng khiến vân hy càng tin tưởng vào cuộc đời hơn nàng vô cùng thỏa mãn và nhanh chóng nói cho thạch hạo biết trước tiên chúng ta có em bé rồi thạch hạo cũng giật mình không kém sau khi thạch hạo có chuyện mừng thì tin tức nhanh chóng lan truyền và đã khiến cho rất nhiều người của thiên đình mừng rõ bấy lâu nay chuyện này cũng chắc phải là tiếc nuối riêng mình thạch hạo mà là một tâm bệnh của rất nhiều người ở thiên đình này ai cũng hy vọng thạch hạo sẽ có người kế thừa sinh mệnh của mình hắn có đạo hạnh cao thâm huyết thống bá đạo dòng dõi ngày sau chắc chắn sẽ có thiên phú tuyệt thế chỉ có như thế mới có thể gánh vác được thời đại thiên đình trong năm tháng vô tình sau này những năm gần đây đám người mục thanh thạch trung đều đã có hậu đại của riêng mình hiện giờ thạch hạo cũng đã có vậy cũng là có tài nên trưởng thành muộn vân hy là người vui vẻ nhất mỗi ngày đều nở nụ cười tươi dù cho đứa con này vẫn còn lâu mới sinh ra đời thế nhưng nàng đã ngập tràn hào quang của người mẹ rồi. Mấy ngày sau, thiên địa dung chuyển, trên bầu trời có một luồng khí tức khủng khiếp buông xuống, từng màn mưa ánh sáng phi tiên lượn lờ gần như nhấn chìm cả tòa cự cung thiên địa, như muốn chấn nơi này thành bột mịn. Rất nhiều người đều nơm nấp lo sợ, bị luồng khí tức tiên đạo này ép cho như muốn nổ tung cả thân thể. Hừ, thạch hạo đột nhiên quay đầu hờ lạnh, tiếp đó ống tay áo vung lên và cùng phong gào thét bao phủ cao thiên, đó là đại đạo đã hóa thành cơn bão táp đó là pháp tắc đang bay lượn quét tan toàn bộ khí thế tiên đạo kia. Ha ha, Hoang, có khỏe hay không? Trên vòng trời đang có người cười lớn, một chàng trai dẫm trong hư không từ từ bước xuống, hắn trông rất đẹp trai, tuổi tác chừng hai mươi mấy. Dựa theo dung mạo thì người này rất hoàn mỹ, mang theo tiên khí thế, nhưng cũng có một loại khí chất yêu dị nào đó. Trong tay hắn cầm lấy một tòa điện đồng cao chừng nắm đấm, từng làn khí tức tiên đạo lan tỏa lan tràn, hắn lướt mắt nhìn thiên đình, ánh mắt nhìn xuống thạch hạo từng bước tiếp cận xuống tàn tiên thạch hạo lạnh lùng nói đạo cơ của ta đã được tái tạo tu vi đã khôi phục hiện giờ chính là cơ thể hoàn mỹ nhất của chân tiên người thanh niên trẻ tuổi đầy yêu dị này nói hắn chính là tàn tiên của tiên điện hắn đã khôi phục từ ngàn năm trước rồi thế nhưng vẫn chưa có hành động mà vẫn tiếp tục ôn dưỡng bản thân vững chắc đạo hạnh cho tới lúc này hắn vững tin bản thân đã hoàn mỹ tinh khí thần viên mãn thì mới đi tìm thạch hạo ha ha hắn đang cười đầy hờ hướng nhìn xuống phía dưới, nhìn về thạch hạo, rồi lại nhìn chằm chằm Vân Hy, nói, nghe nói các ngươi đã có con rồi à, ta đặc biệt tới chúc mừng đây, nói không chừng đó chính là thần thai tiên chủng đó nha, ta tới đón nó nè. Hắn cười lớn rồi đột nhiên xuất thủ, một bàn tay vung xuống chộp thẳng về phía Vân Hy, nói, ta tới thu nó. Người của thiên đình đều nổi giận, kẻ này quá độc ác. Cút! Bàn tay lớn của thạch hạo vung lên, thế giờ mờ ảo mông lung xuất hiện, đó chính là tụ lý càn khôn quy năng vô cùng to lớn hoang hôm nay biết người có con nên ta đặc biệt tới để đưa tiễn một nhà ba người các ngươi để cho các ngươi vĩnh viễn đoàn tụ với nhau cùng nhau lên đường đi người khai sáng ra tiên điện lạnh lão nói âm thanh băng lãnh vô tình hắn chọn ngày hôm nay để công kích thật sự quá độc ác hung tàn ầm thạch hạo sông lên trời cao không hề sợ hãi gì giữa hai người bùng phát ra vô tận gợn sóng đại đạo quá khủng khiếp dưới sự thúc đẩy của thạch hạo thì bọn họ tiến vào vực ngoại. Nếu không thạch hạo, sợ sẽ hủy diệt toàn bộ mọi thế ở bên dưới. Việc này khiến người giật mình, đặc biệt là đám người xích long, chỉ biết trợn mắt lẻ lưỡi miệng khô lưỡi khan. Sư phụ, lại có thể chiến cả chân tiên. Bọn họ quá chấn kinh, thạch hạo không phải là tiên, vậy mà muốn đi ngược giáo phạt tiên ư. Đường đại, khắp nơi đều khiếp sợ. Hết thầy cường giả đều nhìn thấy và đang âm thầm quan sát, chuyện này quả là một kỳ tích. Không ở lĩnh vực tiên đạo thế, nhưng lại ngược gió phạt tiền việc này đủ để ghi vào trong sách sử giết cường giả của tiên điện quát lên điện đồng hóa lớn lo lửng bên trên đỉnh đầu và không ngừng buông rủ từng làn tiên khí bảo vệ kín mít hắn chân tiên phát điên hắn rất căm ghét thạch hạo muốn tuyệt sát rồi lại đi diệt dòng dõi của hoang nhưng khiến hắn giật nảy mình chính là cái địch này mạnh tới mức quá đáng đạo hạnh cao tới mức thái quá chưa từng thành chính quả chân tiên thế nhưng vì sao lại có thể đại chiến với hắn bong đặc biệt đã làm cho hắn khiếp sợ không thôi thạch hạo không hề sử dụng kiếm thai đại la tay không đầy cứng rắn đỡ lấy tiên khí một bàn tay lớn đánh tới và kích thẳng lên trên tòa điện đồng trên đỉnh đầu của đối phương người đi chết đi cho ta chân tiên điên cuồng hắn không chế điện đồng điều khiển tiên khí công kích đẩy mãnh liệt hòng tiêu diệt cho bằng được thạch hạo bong 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 sự tình chấn động lòng người phát sinh thạch hạo không hề lùi mà ngược lại tiến thẳng chủ động sát phạt dũng mãnh tiến lên nghênh đón bàn tay lớn vàng óng kéo lấy vô lượng thần lực hắn thần dũng vô địch không ngừng đánh bay điện đồng ầm um. cuối cùng điện đồng kia bị hắn đánh văng ra xa bên trên vẫn còn in hàn những ngón tay và cũng đã xuất hiện vết nứt làm sao có khả năng chứ chân tiên hét lên thành tiếng lộ vẻ sợ hãi có người đang ngược gió phạt tiên chuyện này đã đánh vỡ lẽ thường rồi rốt cuộc là cảnh giới gì là cấp độ ra sao hắn nhìn không thấu thạch hạo thạch hạo tinh lực cuồn cuộn đứng ở đỉnh cao nhất của nhân sinh, mình ta vô địch, cả người được một màn ánh sáng thần thánh bao phủ, tựa như đế đang đi lại ở chốn nhân gian. Giết! Thạch hạo khẽ quát, đấm ra một quyền, tinh lực cuồn cuộn, hỗn độn mông lung, đánh nổ tung cả vùng tinh vực này. Tòa điện đồng trên đỉnh đầu của tàn tiên, sau khi bị đánh văng, thì lực phòng ngự gần như vạn pháp bất xâm kia đã không còn nữa, hắn chỉ có thể cố gắng đón đỡ và đại chiến với thạch hạo. Phụt! Sau đó, hắn bị chấn cho ho ra đầy máu tươi, không cách nào địch lại người trẻ tuổi này một phen chém giết vũ nội kiếp sợ a à, một tiếng hét thảm vang lên cường giả tới từ tiên điện này lộ vẻ sợ hãi cả người hắn đều dựng đứng cả lông tóc vì bị một bàn tay to lớn màu vàng nắm chặt chết thạch hạo gao lớn bụp hắn dùng sức nắm mặt nơi đó ánh máu tung lóe tiên huyết phọt lên tận ba ngàn thước không vào thời khắc sống còn của sinh mệnh thì tên chân tiên này hét lên đầy sợ hãi tất cả sự dãy ruộng đều là phí công dưới cái nắm chặt của bàn tay lớn kia thì hình thể của hắn nổ tung nguyên thần nổ nát kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người